Kính bạch thầy, người thích đến chùa tụng kinh niệm Phật làm việc lành, nhưng ở nhà lại thích ăn mặn, nhất là động vật còn tươi sống, hỏi người này có tội hay không? Nếu có tội thì phước và tội được bù trừ cho nhau không? Cái này hơi nguy hiểm. Thưa đại chúng nè, cái ăn với cái tu nó khác. Cái ăn nó trợ duyên cho người tu một phần thôi, nhưng mà thật sự ra cái tu là chính. Bây giờ cái người mình đừng có nghĩ rằng người ăn mặn là họ tội. Nhưng mà tại vì chúng ta đứng trên cái phương diện tinh thần của Bồ Tát, hay là theo cái nhìn của Phật giáo Đại Thừa, thì chúng ta thấy rằng khuyến khích ăn chay tốt, không sao hết. Và ăn chay á, nó giúp cho mình có sức khỏe dẻo dai, dễ tiêu hóa, nuôi dưỡng lòng từ. Và đồng thời á, chúng ta dễ dàng trong sự tu tập. Còn chúng ta ăn thịt, cá, chúng ta uống rượu, đó là những chất kích thích bằng mọi hình thức trong cơ thể, thì làm cho kích thích đó, nó làm cho mình cũng khó tu. Cho nên đó, mình tập ăn chay. Thì ở đây á, mình không thể nói tạo cái phước cho nhiều đi rồi ăn cho nhiều để nó bù trừ. Không phải vậy. Nhưng mà cái vấn đề là chúng ta làm phước và làm bằng như thế nào, bằng cái tâm gì. Thí dụ mình nói tôi ráng làm phước để dành cái phước này bù những bữa ăn mặn. Như vậy là cái làm phước của mình là mình có vấn đề. Giống như một anh ấy là tôi ráng để dành tiền để cưới vợ, thì cái chuyện này nó mục đích cưới vợ chứ đâu phải làm phước. Rồi ra trời thấy người kia ăn mặn, ơi xin lỗi hà tiện hà tặng, thôi thương quá. Nhưng mà đâu biết ảnh hà tiện để cưới vợ. Nhưng mà cũng có những người, người ta hà tiện để ta làm phước. Thật đó, tùy theo cái việc làm của chúng ta. Chúng ta không thể thấy, chúng ta không thể nghĩ rằng mình làm phước vậy nè để rồi bù trừ vậy. Cũng như có nhiều vị, thí dụ bây giờ mình đi lường gạt người ta, mình ăn cắp tiền của người ta đi, nó ăn cắp tiền đi làm từ thiện. Rồi cái này không được. Ai biểu anh đi làm từ thiện, ai khuyến khích anh từ thiện cho người này mà anh cướp của anh, ăn cắp của người kia cũng thế. Cho nên thà anh khỏi đi làm phước gì hết, anh cứ việc sống cuộc đời bình thường của anh. Anh làm từ thiện không ai biết, nhưng mà anh đã mang danh ăn cắp ăn trộm rồi. Đấy không? Thành thử ra không thể nói con ráng làm phước thiệt nhiều, tại vì đời sống của con mỗi ngày con đều đi ăn trộm hết. Con lường gạt người này, con làm người kia. Cho nên nó có nhiều việc cũng hỏi vậy nè. Bây giờ mình đi làm mình trốn thuế được không? Pháp Hòa mới nói hỏi trốn thuế làm gì, làm từ thiện. Thật ra mình đóng tiền thuế vô, như quý vị đi làm ở đây quý vị đóng tiền thuế vô. Người già ở đây có hưởng cái tiền thuế của mình không? Có. Mà người già ở đây họ rất là ý thức. Mặc dù họ ăn tiền già nhưng mà họ sẽ làm tất cả những gì có khả năng của họ. Ví dụ như họ đi... đi làm những cái thiện nguyện viên ở những cái cổng chùa, giữ xe, họ đi clean up nhà vệ sinh, họ đi hướng dẫn những tour du lịch, họ quảng cáo này kia, họ làm tất cả những cái việc gì mà trong khả năng của người già, để họ cảm thấy rằng họ vẫn đóng góp gì cho xã hội này. Và những người trẻ còn đi làm được đóng thuế để chính phủ nuôi họ, nhưng họ không chỉ ăn cái tiền đó mà họ vẫn đi làm những việc thiện mà họ nghĩ rằng khả năng họ có thể. Cho nên đi tới những nhà vệ sinh, thấy người già người ta làm việc, đều là những người, phần lớn là những người ta thiện nguyện. Vì người ta nghĩ rằng chính phủ nuôi họ thì họ đi làm, đi dọn dẹp những nhà vệ sinh công cộng đó, để gọi là phụ vào cái công việc cho xã hội. Họ đâu có, họ làm được việc đó mà. Thật ra chúng ta đóng thuế cũng vậy. Chúng ta đóng thuế cho chính phủ để chính phủ nuôi người già, người bệnh, đủ thành phần khó khăn trong xã hội hết. Giống nhau thôi, chính phủ thay thế mình. Mà hễ mình trốn thuế mà chính phủ biết cái là mình phạm tội. Lúc đó mình đừng nói không, xưa nay tôi trốn thuế nhưng mà tôi có đi làm từ thiện. Anh không có tính sổ mình kiểu đó. Không, không có chỉ tính sổ anh, bây hiện tại trước mắt tôi rõ ràng anh đang phạm pháp. Thì mình mất cái điểm đi rồi. Thì ở đây cũng vậy, việc nào nó phải rõ ràng việc đó. Thì mình không có thể ăn cắp của người ta để mình đi làm từ thiện được.
Cho quý vị nhớ ở đây thỉnh thoảng mà thấy có vài thùng phước sương ở trong các chùa để hai chữ tịnh tài nha. Thỉnh thoảng qua đi mấy chùa ở đây và thấy mấy cái chùa Nhật để hai chữ tịnh tài. Khác với người Việt mình phải không? Người Việt mình để phước sương, phước điền, tùy hỷ, cúng dường. Nhưng mà ở đây để rõ hai chữ tịnh tài. Tịnh tài là gì? Là tiền trong sạch. Tiền này con không ăn cắp, lường gạt qua hết trơn á. Không phải hồi nãy con đi ngang bà kêu con thấy bà để hở tiền con đi ngang gom này con cúng Phật. Thì cái này cũng phải tịnh tài. Cái này cũng tài mà cũng nhiều tài ăn cắp. Tịnh tài là tiền trong sạch. Cho thỉnh thoảng bà thấy mấy cái thùng phước sương để hai chữ tịnh tài vậy đó. Tiền trong sạch. Con bỏ vô bà cắt cũng được nữa. Hồi nãy Pháp Hòa mới giỡn với thầy Nguyên Ngộ. Ngộ Nguyên chứ. Nay chùa Đông Đại có cái tượng Phật á. Tay bắt về, tay đưa về. Phật nói 5 đồng, ok. Thầy hỏi Pháp Hòa chứ hôm qua thầy tới chùa kịp không? Và nói kịp. Và ai vô chụp hình lẻ lẻ. Phật nói vậy đủ rồi con. Thì thưa đại chúng là các anh chị nhớ là như vậy. Chúng ta làm phước thì chúng ta có phước, chúng ta làm tội chúng ta vẫn có tội. Không có phải lấy cái này bụ kìa. Và nhất là mình không thể nói là tôi đi ăn cắp nè, tôi giúp cho người kia. Cố gắng làm phước, làm đi chùa làm phước cho nhiều để nhà ăn mặn cho nó sướng. Mà biết trong cái phước đó đó, trong cái việc phước đó đó, nó trọn phước không hay là nó cũng có cái tổn giảm ở trong đó. Ngay cả khi chúng ta làm phước mà lời nói của mình đó, nó không phước đó, là chúng ta cũng chưa, cái phước nó cũng bị mẻ đó, chưa có phải là trọn vẹn. Thứ hai là người xuất gia không nhận được sự hoan hỷ của cha mẹ nhưng cố bỏ nhà đi khiến cho cha mẹ buồn phiền, sinh bệnh rồi qua đời, hỏi có phạm tội bất hiếu hay không? Cái này phải nói riêng với vị đó. Thưa đại chúng là thật sự ra thì mình đi xuất gia là một việc tốt. Nhưng mà mình phải để ý lại cái tâm tùy hỷ của gia đình. Nếu mà gia đình của mình á mà chưa có đồng tình hoan hỷ thì mình nên làm sao để cho gia đình cha mẹ hoan hỷ việc đó. Như cái trường hợp này thì nó hơi đáng tiếc. Cho nên các vị nào mà có cái tâm như vậy thì phải suy nghĩ lại để làm sao cho gia đình tùy hỷ với mình. Thật sự gia đình mình nó biết đi tu là tốt, nhưng mà tại thương con, không có muốn con mình khổ. Cái quan trọng là mình trở về, mình nói làm sao, mình thuyết phục làm sao cho cha mẹ cho mình tu, bảo đảm sao được đi tu. Chịu khó thôi. Tại vì không có cha mẹ nào cản ngăn con mình làm điều thiện, phải không? Còn nếu như mình nói rõ là mình thật tâm mình muốn đi xuất gia thì cha mẹ sẽ tùy thuận theo ý của mình. Nhưng mà dĩ nhiên trên bước đường, trên đầu tiên nhất là các vị sẽ tìm cách cản trở mình. Như hồi xưa Pháp Hòa đi tu cha mẹ cũng đâu cho. Nhất định là chẳng những cản mà còn đi phone cho bà con cô bác phone về cản mình nữa. Không, nhưng mà khi mà mình đã quyết tâm mình đi tu rồi thì mình đi tu thì cha mẹ cũng đành chịu như vậy. Nhưng mà mình nên. Sẵn đây Pháp Hòa cũng nói với các anh chị á. Hôm rồi Pháp Hòa có nói vậy nè. Thí dụ bây giờ trong chùa mình đây là 50 người làm trong cái ban làm việc. Thì khi chúng ta họp lại đó, chúng ta biểu quyết một gì đó thì trong đó có 45 người đồng tình, 5 người không đồng ý. Thì mình sẽ lấy theo cái căn bản bình thường là đa số sẽ thắng tiểu số, 5 người kia là phải phục tùng. Phục tùng làm theo nhưng mà phục ở trong lòng không? Không. Không sao hết, mình giải quyết cách đó được. Nhưng chưa trọn vẹn cái tâm từ của Đạo Phật. Là tại sao 5 người đó chống? Chỉ có thể 5 người đó chưa hiểu cái vấn đề của chúng ta làm. Chúng ta hãy nên giải thích như thế nào để 5 người kia cùng hoan hỷ phát tâm làm, mà làm bằng tâm niệm hoan hỷ luôn nữa, thì cái này gọi là trọn vẹn. Chúng ta có quyền giải quyết theo nguyên tắc đa số là thắng tiểu số. Nhưng mà chúng ta bỏ rơi cái tiểu số 5 người đó, họ đồng cái công việc mà họ không đồng tâm với mình. Và 5 người không đồng tâm này sẽ rỉ tai nè.
sở đi nói chuyện này chuyện kia nè, thì cho dù mình làm thì cũng bị ảnh hưởng bởi năm người này. Cho nên chúng ta cố gắng làm sao mà để cho năm người kia đồng phát tâm cùng một công việc với mình, đều là việc thiện hết, đều là việc chung cả. Nhưng mà năm người này lý do họ chống là vì họ chưa hiểu được vấn đề. Mà nếu họ hiểu được vấn đề thì cái việc nó sẽ khác. Còn nếu chúng ta đã nói hết sức rồi mà người đó vẫn ra đó là tùy ý cái vị đó. Chứ còn chúng ta không thiếu bổn phận là tôi không cần biết anh nghĩ gì, miễn anh đa tiểu số anh phải phục tùng. Ra lệnh như vậy theo cái nguyên tắc, nhưng mà chưa chuyển cái tâm của người ta trở về với mình một cách trọn. Con xin cảm ơn buổi pháp thoại sáng nay của thầy. Hy vọng con sẽ đủ tinh tấn để lãnh hội những điều thầy giảng. Nhân đây con xin phép được đặt một câu hỏi. Từ khi sang Nhật, có cơ duyên nên con đã thỉnh được một cuốn kinh Pháp Hoa, cho đến tận bây giờ là 6 năm con vẫn trì tụng. Nhưng khi con cảm thấy mệt mỏi hay áp lực công việc, những khi, nhưng con không rõ về việc trì tụng kinh Phật tại gia như thế nào. Cơ duyên hôm nay về chùa, mong thầy chỉ giúp cho con tụng kinh tại gia như thế nào cho đúng cách được không ạ? Tụng đừng có trật chữ là đúng rồi. Đừng có đừng tụng mà đừng có trật giờ người khác ngủ là đúng rồi. 12 giờ khuya người ta ngủ, mình tụng kinh Pháp Hoa nó tụng cho có phước. Phật còn phải thức dậy nghe kinh mình, huống chi người trong nhà, phải không? Thưa đại chúng, thật sự ra đúng là sao? Đúng hoàn cảnh, đúng thời gian, đúng sức khỏe của mình là đúng. Kinh Phật mình tụng bất cứ giờ nào, không có ai quy định Pháp Hoa tụng buổi sáng buổi chiều, không có ai quy định chú Lăng Nghiêm phải tụng 4 giờ khuya đó. Mình muốn tụng bất cứ giờ nào, mà quan trọng là mình tụng mà có phiền hàng xóm không. Và cái thứ hai đó, mà mình tụng như vậy đó, cái tâm mình nó được hội nhập vào cái thời kinh đó như thế nào sau một thời kinh. Cái quan trọng như vậy đó. Thí dụ mình tụng chú Đại Bi một ngày 21 lần, nhưng mà tụng xong chú Đại Bi rồi ra là tâm của mình nó an lạc sau một thời kinh, tâm mình nhiếp lại. Và đừng nghĩ rằng mà tôi ráng tụng 21 lần để cầu nguyện cho cái việc này, là tại thầy cũng biểu 21 lần. Trời ơi, công xu ngồi tụng muốn chết, đủ 21 biến ra thôi. Cái tâm mình nó chưa có trong đó. Thì nếu mà tâm mình không có vậy đó, mình ráng tụng một lần thôi mà tụng hết lòng, nó vẫn quý hơn mình tụng 21 lần mà ngồi trống trơn nó không có gì hết. Còn cái chuyện các anh chị muốn biết kinh nó nói cái gì, các anh chị phải đọc những cái bản chú giải về kinh đó để mình hiểu thêm. Bây giờ chị đọc kinh này đúng rồi đó, không sao hết đó. Nhưng bây giờ thêm cái phần nghĩa lý ẩn tàng bên trong. Khi mình hiểu được cái đạo lý rồi mình tụng kinh nó phối hợp. Tụng kinh là sự, hiểu được ý kinh là lý. Làm sao lý sự nó dung thông với nhau thì một thời kinh của mình nó hay lắm. Tụng tới đâu hiểu tới đó, tụng tới đâu hiểu tới đó, thâm nhập lời kinh tới đó. Phải không? Ví dụ như mình tụng kinh Pháp Hoa mà tới câu chuyện là có cái anh chàng đó, ảnh chơi với bạn á, rồi khi mà hai người uống rượu say, rồi người kia sáng ngày mai phải đi sớm, trước khi đi lấy cái hột xoàn may ở trong cái vạt áo của anh chàng kia. Anh kia thức dậy không biết trong áo mình có hột xoàn, vẫn đi ra đường ăn xin. Một ngày kia người bạn gặp lại, nói trời ơi, bữa hôm tôi gặp anh trước khi đi tôi để lại cho anh một ít vốn rồi, tôi để trong cái túi của anh sao anh không nhận ra. Thì người kia rờ lại cái túi, biết rằng trong túi mình có một hột xoàn và đem ra xài. Mình nghe câu chuyện mình hiểu vậy thôi, nhưng mà giờ mình hiểu cái ý nè. Người bạn kia chính là Đức Phật, hột xoàn kia chính là những cái trí tuệ, tuệ giác, chân tâm. Mình sẵn có cái đó trong áo mình, nghĩa là trong người mình, trong thân tâm mình. Mình không nhận ra cho nên mình nghèo nàn, mình đi ăn xin, mình nói Phật giúp con, xin giúp. Nhưng mà thiệt sự đó, mình vẫn đủ khả năng đó. Nếu mình hiểu được cái chỗ đó, khi lần sau mình đọc kinh Pháp Hoa, đấy, tôi là anh chàng này nè, tôi là cái anh chàng say nè, không? Trong người mình có khả năng làm Phật mình không biết. Thí dụ vậy đó. Cho nên mình hiểu được cái ý kinh. Hôm rồi Pháp Hòa đi qua Nhật, đi kỳ này đi Nhật vậy, Pháp Hòa thấy người ta bán mấy cái khám thờ á, cái tủ thờ mà có hai cái cửa đó. Thì Pháp Hòa mới giải thích cho quý vị trong đoàn nghe.
Nếu quý vị đọc trong kinh, thỉnh thoảng quý vị nói là cất cái thất, cái khám để thờ Phật. Vậy cái khám là gì? Đấy, hôm nay quý vị thấy cái khám này có mặt ngay tại nước Nhật mà. Ở trong là một cái bàn thờ rất là đẹp, nhưng mà tụng kinh cúng Phật xong ta đóng lại. Để chi? Để lỡ mình có đi ngang Phật, mình mất trang nghiêm, mình không có cảm thấy là mình bất kính. Mình trang nghiêm trước tượng Phật, cúng kiến đồ xong hết rồi đóng cái khám nó lại. Đi ngang ta tưởng cái tủ thôi. Nhưng mà rồi á, mình là Phật tử, mình là người chủ nhân của cái tủ đó, mình biết ở trong đó có thờ Phật á, cho nên đi ngang cũng cúi đầu. Thậm chí mặc dù đóng cửa lại, nhưng mà mình đừng có nghĩ rằng che vậy chắc Phật không thấy mình ngoài này làm gì đâu ha. Che vậy để mình đỡ cảm thấy mặc cảm, mình bất kính thôi. Chứ thật sự ra không che cũng như được không sao hết á. Nhưng mà giải thích vậy để lần sau mình đọc trong kinh mình biết à, cái khám là gì. Tại vì nào mình hiểu theo cái kiểu Việt Nam, khám là cái tù, khám là cái nhà tù. Nhưng mà ở Nhật Bản người ta đã thể hiện cái chữ khám trong kinh Phật bằng cách là ta xàm cái tủ đó để thờ Phật mà không mất tôn nghiêm. Hồi đó Pháp Hòa ở một ngôi chùa đó, mới lập đó, nhỏ lắm, thì lấy cái phòng khách thờ Phật. Thì ở trước này là phải ăn cơm, phải sinh hoạt, cho nên ở ngang đây may một cái tấm màn. Khi nào mà thuyết pháp giảng kinh, đại chúng ăn cơm là kéo cái màn lại để che Phật, để mình ngồi ở ngoài này mình ăn cơm. Nhiều khi mình ngồi mình nói chuyện rồi mình không có cảm thấy là trước bàn Phật mình không có tôn nghiêm, cho nên lấy cái màn che lại. Thì cái che lại là để mình cảm giác mình có cái sự tôn kính. Thì ở đây cũng như vậy. Thì Pháp Hòa nói là khi mình đọc tới đâu mình hiểu được thì cái ý nó khác. Thì các anh chị đọc kinh cũng vậy, kinh nào cũng có giải thích hết á. Mình cứ đi tìm hiểu những cái nghĩa lý, dù mình chưa 100% mà mình nắm được cái phần cơ bản thì mình tụng kinh đó nó vẫn có cái tác dụng như thường. Ví dụ mà mai mốt các anh chị đi tới các chùa mà Chân Ngôn Tông á, thờ Tỳ Lô Giá Na Phật á, thấy cái tượng Phật đưa ngón tay vậy nè, có không? Rồi cái Phật bên tay phải này bắt cái ấn vậy nè, nói Phật làm cái gì vậy? Phật bắt cái ấn này ấn gì? À, đây là tượng trưng cho cái xấu, cái tà. Mình lấy cái chánh pháp mình ôm cái tà pháp. Mà hãy ôm được như vậy á, ở đâu mình cũng hội nhập được hết. Tỳ Lô Giá Na, biến nhất thiết xứ, thanh tịnh pháp thân. Không phải ví dụ vậy đó. Rồi bây giờ tại sao người Việt Nam mình á, cúng ông bà gì, cúng cô hồn, cúng đất đai để dĩa muối gạo? Không có nước nào cúng dĩa muối gạo hết á. Chỉ có người Việt Nam mình cúng dĩa muối gạo lúc mà cúng đất đai, cúng thổ địa, cúng cô hồn để dĩa muối gạo. Không lẽ mình ăn gạo? À đúng đúng. Tại vì sao? Tại người Việt Nam mình á, mình sống bằng nước, bằng gạo, bằng muối. Cho nên mình ăn cái gì mình cúng cái nấy. Đúng không? Hỏi kỳ này dỗ má nấu gì ta? Con trai của tôi nó thích cà ri, con rể tôi nó thích gỏi cuốn, dâu tôi thích canh chua, nấu toàn mấy món mình thích không à. Mệnh danh là cúng dỗ, thiệt sự phần lớn nấu mấy món mình thích không à. Mình ăn cái gì mình cúng đấy. Trên muối gạo không có gì đặc biệt hết á, chẳng qua là một biểu tượng của dân tộc Việt Nam. Người Việt Nam mình quý muối, nước, gạo. Cho nên cúng là phải có nước lọc, phải có muối, phải có gạo. Rồi lấy muối gạo trộn lại rải, biểu tượng cho gì? Sung túc, ấm no. Lấy muối gạo rải ra sân để biểu lộ rằng từ nay về sau khu đất mình ở này ấm no, đầm ấm. Người Tàu á, người ta chôn xong rồi người ta lấy nếp, người ta trộn với men, người ta vắt từng viên, người ta phát cho con cái mỗi đứa một viên. Biết chi không? Nếp mà pha với men thì nó lên cái hương vị ngọt, phải không? Nghĩa là cầu chúc cho con cháu từ nay khắng khít như nếp, ra cái nước ngọt như men vậy. Tại sao lấy đậu rải? Tại vì đậu á, là cái cũng là cái nguồn ngũ cốc của người Việt mình sống nhờ đậu, phải không?
xứ này cũng ăn đậu dữ lắm nè, nhất là đậu đỏ. Cho mình lấy năm thứ đậu mình trộn lại, rải xuống đất thì đậu đó nó xanh. Cầu chúc cho con cháu kể từ nay xanh mầm nảy lộc. Đó là một ý niệm. Cho nên mình làm mà mình hiểu cái tự nhiên mình làm, ai nói mình mê tín nữa không? Cái này là biểu tượng. Biểu tượng. Mình không hiểu, mình không giải thích được thì người ta mới nói mình mê tín. Vì mình tính mà không hiểu là mê tín chứ gì nữa. Rõ quá mà. Tính là mình tin mà không hiểu là gọi là mê tín. Còn mình hiểu là chánh tín. Tôi tin điều đó, tôi làm điều đó mà tôi giải thích được điều đó. Pháp Hòa dẫn mấy vị đi Nhật qua chỉ mấy cái ông thần Kim Cang đứng trước cửa. Thằng ông cười. Thằng ông mặt nhăn xuống. Hỷ nộ của con người. Đứng ngay trước cửa chùa, ngay trong mình nè. Cửa chùa là mình dạy. Cửa lòng của mình, cái lòng, cái cửa chùa của mình nó có hỷ nộ mỗi ngày không? Có. Mà nếu chúng ta đạp được cái đó đó là mấy cái con nằm dưới chân mấy ông thần á. Trời ơi, thần tu gì mà dữ quá, đạp con nít lòi phèo. Mấy cái con quỷ nhỏ nằm dưới dưới đó là tham sân si đó. Mình muốn vô được cửa chùa làm công quả phải đạp cho nó dưới chân Kim Cang á, gửi cho mấy ổng. Cho nên vô, bước vô cửa xá, con xin gửi tham sân si của con cho ngài. Ngài đạp cho nó lòi ruột. Cho nên á, tất cả các vị nhớ rằng á, chư tổ của chúng ta khi mà lập giáo là các ngài đều có ý hết á. Nhưng mà tại vì chúng ta không hiểu được cái thâm ý của các ngài, không phải là các ngài không nói mà chúng ta không hỏi. Chúng ta chỉ có làm mà chúng ta không chịu hỏi. Đấy, không hỏi thì làm gì biết được. Chứ phải hỏi. Đa ngộ là mình đa nghi là đa ngộ. Mình nghi ngờ nhiều chừng, tức là nghi này không phải là nghi ngờ mà cái nghi này nghĩa là mình thắc mắc. Không hiểu là mình hỏi. Cho nên người khác người ta nói anh là mê tín là bởi vì anh tin mà không hiểu thì anh đúng là mê. Còn ngày nay chúng ta tin và chúng ta hiểu được thì chúng ta làm mà không mê. Tôi lại cái tượng này nè. Nó tượng xi măng mà lại, tôi dư biết tượng này tượng xi măng. Tại vì tôi bỏ tiền ra làm mà. Tôi bỏ tiền ra, tôi cúng dường vô, không có tiền của tôi đâu có tượng Phật. Vậy thì cái tượng này ngồi trên đó lại hì hụp. Mà trước kia là tôi cúng á. Cái tượng này là một cái biểu tượng để cho cái tâm mình hướng về. Không có chỗ hướng. Có nhiều người, có một bữa nó mấy em nhỏ nó nói, hỏi đặt Pháp Hòa hỏi vậy chứ tại sao mình phải lại cái tượng, tượng này đâu có ban, đâu có làm cái gì cho mình đâu. Pháp Hòa hỏi vậy tại sao con chào cờ? Cắm tấm vải mà tại sao phải chào? Tại vì tấm vải đó biểu tượng cho đất nước, cho dân tộc. Vậy con chào cờ được thì con lại Phật được. Mà lại cái này là lại ai? Lại một người biểu tượng. Người đó đã cho mình giáo pháp. Con đi ra đường con gặp những cái tượng mà người ta đã từng có đóng góp cho quốc gia xã hội đó, ta đều tạc tượng ta để hết mà. Mà những người đó đóng góp cho một quốc gia thôi mà ta còn làm tượng, huống chi cái vị này đóng góp cho cả nhân loại. Cho mình lại đâu phải là mình cầu xin gì mà lại đi tri ơn. Và mình lại Phật vậy ai nói gì đâu. Tại mình không biết, ta nói là mình không biết cách trả lời, không giải thích được thì ta nói mình mê thôi. Chứ không hiểu là mê, hiểu rồi là giác. Còn cái chuyện thí dụ như hôm nào mình trước khi mình tụng kinh á, mình ngồi tịnh 15 phút. Tại vì khi mình bắt đầu vô tụng á, là mình mặc áo, mình chuẩn bị, người mình nó còn hơi mệt. Mình hối hả, mình chuẩn bị nó mệt. Trước khi tụng kinh ngồi thiền 15 phút. Ngồi tịnh cái tâm rồi bắt đầu tụng thời kinh. Mà không có ai biểu mình phải tụng tiếng mà kêu linh nha. Tụng 30 phút cũng được, tụng 2 tiếng cũng được, 3 tiếng cũng được, tụng theo khả năng của mình. Tụng theo âm thanh mình có, tụng theo hoàn cảnh gia đình mình.
Mình biết gia đình mình không có thể tụng kinh lớn được, mình tụng nhỏ nhỏ thôi. Hôm qua có một sư cô thích mấy cái chuông Nhật lắm, con đi thỉnh cái chuông. Cái mấy thầy hỏi sao cô không thỉnh mỏ? Nó không, con nhà con nó phá quà đùa. Nó thôi một mỏ đủ rồi. Mình có cái mỏ đó phối hợp với cái chuông đủ rồi. Con biết con là người sẽ trải qua sinh lão bệnh tử, nhưng sau khi mất thì mình sẽ như thế nào? cũng cảm ơn câu hỏi rất là thành thật, nhưng mà em cũng thành thật trả lời là em chưa biết. Thưa các anh chị, là có một vị nói như thế này nè: ta thấy người nằm đó, bỗng thấy lòng xót xa, ta khóc cho người chết hay ta khóc cho ta? Nhiều khi mình khóc á, trong đó mình khóc cho thân phận con người mình. Có nhiều khi mình thấy người ta, ta khổ sao giống mình khóc, mà không phải mình khóc tội nghiệp người ta. Khóc cho ai biết không? Sao giống tôi quá. Là mình khóc cho mình á, đồng cảm quá khóc. Nhưng mà không phải mình tội nghiệp người ta, chút xíu thôi, người ta là cái gợi cảm cho mình khóc. Còn mình khóc suốt mướt giờ hỏi không gì, tôi khổ quá. Tôi thương nhỏ này giống tôi. Thưa đại chúng, là cái chuyện sanh lão bệnh tử là chuyện bình thường. Khi chúng ta hiểu được cái sanh lão bệnh tử thì chúng ta cũng vẫn sanh lão bệnh tử, nhưng mà không phải sanh tử bì lao. Bì lao là gì? Khổ sở. Còn cái người mà hiểu được sanh tử là đến đi thông dong. Bây giờ Pháp Hòa quý vị nhìn trong cái đoàn hành hương á, hàng 6 trở lên nhiều lắm, có những vị hàng 7, hàng 8, nhưng mà các vị vẫn đi được thì sao biết không? Hạnh phúc rồi. Cho nên các vị vẫn đi chậm hơn người ta, nhưng mà đi tới đâu cũng tới hết á. Ngày hôm qua đi chùa Đông Đại xong rồi ra là tối hù rồi, ai cũng lo lên xe mà đi quá chừng, đi một khoảng thiệt là xa mới ra tới bãi đậu xe. Tới hồi lên cái ai cũng lo đi, mà thường ngày là cái anh kiểm soát á, anh kiểm lên kiểm, sao bữa đó gấp sao cái anh đi ra anh không kiểm. Cái mấy cô nói không được à, phải kiểm lại nha. Kiểm lại phát hiện trong xe thiếu 3 người. Rồi phải đi đậu lại đi kiếm quá trời quá đất. Mà phải công nhận gừng càng già càng cay. Biết tại sao không? Biết mình đi lạc không đi đâu hết, đứng yên chỗ chờ. Hay không? Ai nói già không thông minh. Và cái đó là đúng như vậy. Mình đi lạc là mình phải đứng yên để cho người ta đấy. Thì kể lại câu chuyện khác. Thì cũng cái anh tua gai đó, anh mới dẫn một ông bác đi vô nhà vệ sinh. Anh mới dặn bác á, bác đi lạc ở đâu bác đứng yên tại chỗ, bác đừng có đi đâu hết, bác chờ con nghe không. Anh này đi kiếm nguyên một ngày trời, tới chiều tối đi vô trong toilet gặp ổng trọng á. Ảnh thấy được bác mà ảnh khóc ra nước mắt, là vì ảnh là cái người chịu trách nhiệm đi kiếm bác, dẫn bác đi chơi mà mất bác. Ảnh khóc, ảnh vừa mừng vừa tức, bác đi đâu cho con kiếm, bác muốn chết. Thì chú dặn tôi lạc đâu đứng đó. Tôi lạc trong toilet thì tôi đứng trong toilet chứ đứng đâu. Tại đó cái người, cái chúng ta vẫn già, vẫn bệnh, vẫn chết phải không? Nhưng mà cái người ta hiểu ta sống thoải mái lắm. Ở xứ Mỹ, xứ Canada đó, người già được hưởng rất nhiều những cái ưu đãi của chính phủ. Chính phủ sẽ lo cho họ rất là nhiều, từ chỗ ở cho tới người chăm sóc. Cho nên những người già của nước Mỹ, Canada sống rất là thoải mái lúc về già, nếu họ chấp nhận. Họ không chấp nhận thì họ khổ, họ khóc, họ buồn, họ tủi đủ kiểu hết. Nhưng mà người già của Mỹ họ rất hạnh phúc. Tại sao? Vì họ nghĩ rằng khi họ còn trẻ họ lo cho con họ lớn rồi họ đi làm, bây giờ họ có tiền, họ đóng góp trả thuế rồi đó, thì bây giờ đây là đến lúc chính phủ nuôi lại họ. Ăn ngày 6 cử, 3 bữa ăn chính, 3 bữa ăn phụ. Nhận một người vô trong tù nhà già là cái bệnh, cái nhà già đó phải nhận một cái xấp hồ sơ bệnh lý của người đó.
phải chia ra điều độ cái lượng đường, lượng muối của họ ăn mỗi ngày để chắc chắn rằng họ ăn có sức khỏe. Thậm chí nấu ăn cho họ xong phải múc mọi thứ một miếng lại cất trong tủ lạnh, ghi ngày nấu. Nếu họ có bệnh, tất cả thức ăn phải mang ra thử nghiệm, coi coi có phải họ bệnh do thức ăn này không. Thuốc men của họ y tá giữ hết, mỗi ngày phải lo thuốc men cho họ. Thậm chí có những người già ở một mình, chính phủ phải cho người tới mỗi ngày nói chuyện với họ, đọc báo cho họ nghe, đẩy họ ra phơi nắng để make sure, để chắc chắn rằng người già không bị cô đơn. Cho nên họ vẫn già phải không? Họ đâu có khổ. Thế nên họ chấp nhận tuổi già. Và ở bển là tuổi già 65 tuổi, đủ tuổi già có đi làm, có đóng góp là được hưởng. Cho nên một là già để ăn tiền già, hai là trẻ để đi làm còn háp háp cũng khổ lắm. Đi làm thì không ai mướn mà tiền già được chưa được hưởng. Thì thưa đại chúng, và kể như vậy để Pháp Hòa muốn nói rằng cái gì gọi là tự tại. Vì mình không chấp nhận thì mình cũng khổ giống vậy đó. Vậy nhiều khi giờ con cái mình á thương mình nhưng mà không có thể chăm sóc, thì đưa mình vô những cái chỗ già, không phải là người ta bất hiếu, nhưng mà vì người ta đuối quá, người ta không còn sức người ta lo, mà đưa vô trong đó có người chăm sóc, rồi mỗi ngày con cái vô thăm. Nếu mình thông cảm được thì cả hai cùng hạnh phúc. Còn mình không thông cảm thì con nó cũng khổ, bị người khác, chính cha mẹ ruột cũng nói, thì lấy gì họ không khổ. Mà mình ở trong đó mình cũng trách móc con cái, thì nữa mình ở mà mình không vui. Đây, nếu mình thí dụ bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ bây giờ mình đi du lịch của mỗi nước, thì ở mỗi nước nó có cái ăn uống, cái thời tiết khác nhau hết. Mình chấp nhận được thì mình đi thoải mái hạnh phúc, còn không thì mình không thoải mái không vui. Thì ở đây Pháp Hòa chỉ muốn thưa là, nhưng sau khi mất đi mình như thế nào, như thế nào là tùy theo nghiệp của chúng ta, tùy theo cái nghiệp mà chúng ta thường gọi là đi đầu thai đó, phải không? Phật giáo không có xài, không có dùng chữ đầu thai. Phật giáo dùng chữ tái sinh. Tái là gì? Là trở lại. Trở lại một cuộc sống này và tùy theo cái nghiệp của chúng ta. Pháp Hòa ví dụ, hồi đó mình ở quê của mình nghèo lắm. Bây giờ mình lọt qua nước Nhật, mình sống khỏe hơn. Tái sinh chưa? Tái sinh rồi. Cuộc sống mình tái sinh rồi, khỏe hơn rồi. Nhưng mà rồi mình ở đây mình được sung sướng, mình không lo. Mình không lo đi làm, kiếm tiền sống. Mình ăn chơi, mình làm những cái điều sai quấy, mình cũng sẽ tái sinh. Nhưng mà tái sinh ở đâu? Khổ hơn, gọi là đọa. Chữ đọa là rớt xuống, hiểu không? Chữ đọa là rớt xuống, mà chữ vãng sanh hay chữ thăng là mình đi lên. Cho nên cái ông mà ông cười đó, ông cười cái ông cười cái ông đưa tay như vậy nè. Ai mà hạnh phúc thoải mái đi lên, còn ai mà rầu rĩ đưa cái tay em xuống. Cho mình thắp cây nhang, mình cũng tự ngẩn được một bài pháp. Nếu mà tâm con nhẹ nhàng là sẽ như khói bay lên, mà tâm con nặng nề thì như tro rớt xuống. Mình muốn mà làm cái gì? Cũng cùng một cây nhang, nhưng mình là tro hay mình là khói? Cũng cùng là một sống này, cũng ăn cũng thở như bao nhiêu người. Ngồi đây hồi trưa này ăn như bao nhiêu người, mà người ăn hạnh phúc, người ăn nhăn mặt. Người ăn hạnh phúc im lặng thưởng thức, còn người không hạnh phúc trời ơi khổ quá, ăn không cho nói. Thì bây giờ quý vị thấy không, cũng là đây đây, cũng một tiếng chuông vang ra, một tiếng chuông vang ra, mà cái người ta thích nghe chuông, ta nghe chuông phiền não tan mây khói, ý lặng thân an, miệng mỉm cười. Nghe chuông chuông chùa ngân rã, mười phương mộng, cửa Phật đây rồi tôi thấy tôi. Còn người mà không thích nghe đấy, chuông chùa nghe chát, buồn thê thảm. Thí dụ vậy. Cho nên á, tái sinh là gì? Là tùy cái nghiệp lực của chúng ta. Ai rồi cũng phải trải qua bốn tướng. Hễ là con người là phải trải qua bốn tướng.
già, bệnh, chết. Và già, bệnh, chết này nó nằm trong kiếp sống của chúng ta, gọi là sống, gọi là sanh á. Chữ sanh này không phải là sanh ra, mà sanh này là sự sống. Sự sống này có già, có bệnh, có chết. Người mà người ta hiểu được đạo lý á, thì chết không sợ, không già, chết không sợ, không phiền, không sợ chết. Chết nhẹ nhàng như rụng cánh hoa mai. Chết là chết như những người đang chết. Chết là chết mà không có hết. Đâu có hết đâu. Nhiều người ta quan niệm là chết là hết không. Chết là chết mà không có hết. Chết là đi, nào có biệt ly. Chết là đi chứ đâu có biệt ly. Người thân mình vẫn nhớ mình, hình ảnh mình vẫn còn, những gì mình làm vẫn còn. Thì chết là đi mà đâu có biệt ly. Mình đi về cõi Di Đà mà chết là chết và không hề sợ chết. Còn nếu mà sống thì chúng ta phải sống như thế nào? Sống không giận, không buồn, không oán trách. Sống mỉm cười với thử thách chông gai. Sống vươn lên theo kịp ánh ban mai. Sống chan hòa với những người đang sống. Sống là động nhưng lòng luôn bất động. Sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương. Chống hiên ngang, sống hiên ngang danh lợi xem thường, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Mà khi nào mà tâm mình bất biến giữa dòng đời vạn biến thì đó là bản chất của hai chữ Như Lai. Như là bất động, lai là mọi việc cứ đến đi. Sáng nay em đến, lát chiều em đi. Em đi rồi mai em lại đến. Rồi thứ ba này em đi về, các anh chị ở lại, phải không? Rồi cũng có ngày em sẽ qua. Tại em không có hẹn em qua mà em qua. Còn nhiều khi em hẹn em qua mà em không qua. Cái chuyện mình đến đi là như vậy. Cho nên tại sao gọi là Như Lai? Mình đến như thế nào, mình đi như thế đó gọi là Như Lai. Trên hình tướng Đức Phật của chúng ta đến như con người và Ngài đi như con người gọi là Như Lai. Còn cuộc đời này mọi việc nó xảy ra mỗi ngày. Quý vị thấy nè, ở đây động đất nè, sóng thần nè, là Lai chứ gì nữa. Nhưng mà có ai dọn nhà đi không? Vẫn ở yên chỗ thôi. Động thì động, sống thì sống. Sống thần chứ đâu phải là thần sống. Cho nên sống nào cũng là thần đó. Nhưng mà cái cơn sống đó lâu lâu nó xảy ra ngày, còn hàng ngày trong nhà mình sống mỗi bữa. Sống gió mỗi ngày. Cái sống đó đáng sợ lắm. Tại vì cái sống đó làm cho con người khổ triền miên, khổ mỗi ngày. Động đất, chuyện đó là thiên tai. Nhưng mà động tâm, động lòng mình mỗi ngày, tâm mình động mỗi ngày cũng nguy hiểm lắm. Và mình có cơ hội mình quán chiếu. Chứ các anh chị thấy ở đây người Nhật không sợ động đất, chỉ sợ sóng thần với lửa. Xin thầy giải thích giùm con ý nghĩa tụng chú Đại Bi, tụng kinh tại gia đều cầu bình an sức khỏe, thì tụng kinh gì thích hợp? Tụng kinh gì cho cầu an biết không? Muốn biết không? Tụng kinh không có gây. Tụng kinh nhường nhịn. Thưa đại chúng á, tại sao chư tổ của chúng ta lập một thời kinh là tụng Đại Bi bắt đầu vào thời kinh mà kết thời kinh tụng Bát Nhã? Tại sao chư tổ chúng ta bắt đầu thời kinh bằng ba câu chí tâm đảnh lễ mà lại kết thời kinh bằng tự quy y? Bây giờ câu trả lời này là câu cuối ha. Mình đi nghỉ xong cái ngày mai mình trả lời cái này. Tại mai chiều không à, ở đây nữa mà. Khi chúng ta bắt đầu vào thời kinh á, chúng ta đảnh lễ nè. Nam mô tận hư không biến pháp giới chứ không. Rồi Nam mô Ta Bà giáo chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Rồi Nam mô Tây Phương Cực Lạc. Khi bắt đầu chúng ta đến với Phật bằng hình tướng, bằng Phật bên ngoài, phải không? Rõ ràng đảnh lễ Phật bên ngoài không à. Phật Thích Ca, Phật Di Đà, Quan Âm, Bồ Tát vậy đó. Khi chúng ta đến với Phật Pháp, chúng ta bến bằng cái tướng trước. Chúng ta nương cái hình tướng
nương cái thế gian trụ trì tam bảo. Sau đó chúng ta đi sâu vào đạo rồi, cuối cùng chúng ta hiểu ra rồi, thì chúng ta trở về với ai? Phật ở nơi mình, Pháp ở nơi mình, Tăng ở nơi mình. Cho nên cuối thời kinh, tự quy y Phật, tự quy y Pháp, tự quy y Tăng. Nhớ không? À, như vậy rõ ràng chư tổ muốn nhắc chúng ta, chư tổ muốn nói với chúng ta rằng á, chúng ta là người phát tâm tu học ngay từ đầu. Mình đến Phật bằng cái đó, bằng con đường từ tướng đi vào tánh, từ sự đi vào lý. Phải không? Thật sự ra thưa anh chị là các anh chị đâu cần phải mời Pháp Hòa qua đây để nghe bài này rồi các anh chị ngộ đạo đâu. Nếu muốn tu nghe trên mạng cũng được nữa, nghe trên YouTube cũng được nữa. Phải không? Nhưng mà hát live nó vẫn hay hơn. Có phải vậy không? Còn nếu mà thích chụp hình phải không? Photoshop mấy hồi. Nhưng mà đứng cạnh bên chụp hình rờ rẫm thì nhịn dở thì xương thịt. Thì cái đó là cái cuộc sống của chúng ta. Cho nên khi mà chúng ta đảnh lễ Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đại Trí Văn Thù, tất cả cái đó là gì? Thế gian trụ trì Phật Pháp Tăng Tam Bảo. Rồi từ đó là chúng ta nương ở đó, chúng ta đi lần vào bên trong. Phật tự tâm, Pháp tự tâm, Tăng tự tâm. Cho nên cuối thời kinh tam tự quy y. Cũng như thế, đạo Phật luôn luôn nói tới từ bi. Phải không? Nếu mà mình, việc làm nào của chúng ta không có từ bi thì việc làm đó chưa trọn. Ví dụ mẹ nấu cơm cho con ăn mà mẹ không nấu bằng tình thương, mà mẹ nấu cái thằng quỷ nó đi về nó báo tôi thì cũng đem ra chén cơm vậy, nhưng mà đứa con nó ăn nó ngọt ngạt lắm, tại vì biết sao, nè ăn đi rồi báo tao. Nhưng mà nếu mẹ mà nấu cho con bằng một cái chén cơm lòng tình thương, chén cơm nó khác chứ. Một người mẹ tán đứa con một bạt tai, hàng xóm tán của đứa nhỏ đó cũng bạt tai, mà cái bạt tai của người mẹ và bạt tai của hàng xóm, hai cái tình nó khác. Người mẹ tán đứa con bạt tai vì nó hổ muốn dạy nó, nhưng mà sau đó rồi thương lại. Còn hàng xóm mà tán nó bạt tai, tao đánh cho mày chết. Rồi từ đó về sau hai bên không nhìn nhau, cái hậu quả của sao bạt tai là khác à. Thì nó cũng một đồng một cái hành động đó, nhưng mà hai cái tâm nó khác không. Đạo Phật là đạo từ bi, cho nên mình muốn làm việc gì mình phải thâm nhập được cái đạo lý từ bi. Từ bi mình mà có tình thương rồi á, mình làm hết tất cả việc. Quý vị không có thương có quà, quý vị đâu có đi mấy tiếng đồng hồ tới đây. Quý vị không thương có quà, quý vị đâu có chịu ngồi đây từ sáng tới giờ. Nãy giờ đau muốn chết mà không dám nhúc nhích. Lâu lâu tréo chân. Ví dụ mà nãy giờ buồn ngủ muốn chết mà ráng nhướng mắt lên nhìn ổng. Ví dụ vậy. Cho nên nó có thể hiện cái tình thương trong đó. Cho nên mình muốn làm được việc đó, mà có cái tình thương rồi là nó vô những cái ngăn ngại. Cho nên mở đầu là gì? Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm. Đại bi tâm mà có rồi là vô ngại trùm khắp hết. Còn Bát Nhã Tâm Kinh là gì? Bát Nhã là trí tuệ, phải không? Bát Nhã là trí tuệ. Nếu nói theo nghĩa đơn giản là đạo Phật là đạo từ bi trí tuệ. Nếu mình tụng Tâm Kinh và Bát Nhã là tụng hai cái đạo lý căn bản nhất của đạo Phật là từ bi và trí tuệ. Còn nếu nói theo sự thực hành là mới đầu là mình thương, xong rồi tìm hiểu càng thương, thương càng sâu, hiểu càng nhiều. Quý vị biết cái bài đó không? Anh em ta từ bốn phương trời đó, không phân biệt màu da chủng tộc, cùng về đây xây đắp yêu thương, hiểu và thương, có hiểu mới có thương. Hiểu càng rộng thương càng sâu, hiểu càng sâu thương càng nhiều, hiểu sâu thương lớn, hiểu lớn thương sâu. Cho nên mình hiểu người đó, nhưng mà trước hết là phải thương. Ví dụ mình gặp cái người đó mình thương, hiểu không? Không có hiểu, nhưng mà thương cái đã.
thương cái miệng dễ thương, thương cặp mắt, thương nụ cười, thương tướng đi, thương lời nói, thương cái tướng rồi đó. Rồi bắt đầu tìm hiểu nha, cho anh xin số phone. Rồi phone mời uống cà phê, đi uống nước gì đó, rồi tìm hiểu nhau. Thường thường ta hay dùng cái từ mình tìm hiểu nhau. Hiểu nhau rồi mình cảm thấy là mình hợp với người đó, rồi bắt đầu tình thương mình mỗi ngày mỗi lớn lên và đi đến hôn nhân, đi đến kết thân. Chợ Pháp Hòa làm đám cưới cho mấy đứa nhỏ, mấy cậu em nhỏ nhỏ và hỏi con có thương nhau không? Trố mắt nó dạ thương chứ. Nhưng mà hỏi ngược lại, hiểu nhau không? Ồ. Thưa thầy, con thương thì có mà hiểu thì có nhưng mà chưa nhiều. Đây, bây giờ tụi con bắt đầu cuộc sống của hiểu nè. Khi kết làm vợ làm chồng rồi sẽ mỗi ngày sẽ hiểu nhau nhiều hơn. Mới đầu gặp nhau ai cũng giấu rác dữ lắm. Giờ giấu dữ lắm, bắt đầu về nhà thùng rác bắt đầu nó mới xì hơi. Mà khi mà nó ra rồi bắt đầu mình mới phát giác, trời ơi. Đừng có trời ơi gì nữa. Ai biểu cầu hôn chi mà không chịu liệu hồn. Thì bây giờ có hết hồn thì cũng chuyện đã xong rồi, ăn năn thì sự đã rồi. Minh minh biển khổ luân hồi cực thân. Nói theo cụ Nguyễn Du là trót vì tai đã nhúng chàm, dại rồi thì biết khôn làm sao đây. Cho nên á, tụng đại bi là tình thương, tụng bát nhã là hiểu biết. Đó là mình nói theo cái đạo lý bình thường nha, đó là từ bi trí tuệ. Còn nếu mà đứng trên phương diện bát nhã mà nói đó, bát nhã là trí tuệ vượt mọi các pháp, vượt tất cả các pháp, các tướng trên thế gian này. Vậy thì khi chúng ta hiểu được có trí tuệ bát nhã rồi đó, thì tất cả mọi hiện tượng thế gian này chúng ta vượt được hết, vì chúng ta biết rõ bản chất của các pháp là gì, chỉ là duyên sinh tạm có. Mà đã là duyên sinh tạm có thì không có gì thật có đâu mà ở đó khổ với đau. Mình hôm nay mình gặp nhau đây là duyên sinh nè. Pháp Hòa có qua mấy vị mới có tới. Thầy trụ trì là tạo duyên kết nối. Nhưng mà nếu Pháp Hòa không qua thì mình không gặp. Vậy thì mình gặp giờ hôm nay là duyên sinh. Mà đã là duyên sinh là tạm có, hết giờ rồi. Thì trở lại, thì quý vị sẽ thấy rằng á, khi mà chúng ta có được cái trí tuệ quán chiếu thâm sâu tất cả các pháp chỉ là tạm có thôi, thì pháp nào có chúng ta nhận, nhưng mà biết cái nào nó tan chúng ta biết chỉ là duyên sinh. Thí dụ như đây, ông Phật này ông đâu tự bay vô đâu ngồi đâu. Mình muốn làm cho ngài đẹp lên cái mình làm bình hoa, cái bây giờ ít hoa quá để ông vô cho nó trống chỗ. Và thành tâm, đây là duyên sinh nè. Duyên sinh là tạm có, hoa nè nó héo, thỉnh ngài lên bàn thờ lại. Chừng cái người mà có bát nhã ta nhìn rồi ta không chấp gì hết, để vậy cũng được, để ngoài cũng được, không sao hết. Cho nên á, thí dụ như mình tụng trong, bây giờ quý vị làm tất cả việc làm cho chúng sanh, mà nếu mình không có cái trí bát nhã đó nghe, mình khổ dữ lắm. Tại vì họ làm mà mình không, họ không nhớ ơn mình cái mình buồn. Còn nếu mình có trí bát nhã rồi á, tôi làm là tại vì đúng lúc anh cần và đúng lúc tôi có khả năng giúp, xong. Chứ nếu mà mai mốt tôi muốn làm mà anh không cần giúp thì tôi giúp ai? Mày thậm chí bây giờ anh cần giúp mà tôi không khả năng thì tôi giúp cái gì? Cho nên cái duyên của chúng ta là anh cần đúng cái việc mà tôi có khả năng giúp, xong. Hiểu được như vậy, cái trí bát nhã mình nó trùm các pháp mình làm, mà không pháp nào làm mình khổ. Mà hiểu được như vậy rồi đó, là thậm chí lỡ mình dính mắt, mình nói tôi giúp nó mà nó không nhớ ơn tôi, thì mình sẽ đọc Bát Nhã Tâm Kinh là không có tăng, không có giảm, không có sắc thanh hương, các pháp chỉ là duyên sinh tạm có, không trước không sau, không phải không trái, không một không hai, các pháp là bản thể nó là như vậy. Hiểu được như vậy á, vãng sanh không? Hồi nãy khổ quá trời, bây giờ hiểu ra rồi hết khổ, liền tới bài chú vãng sanh. Bát Nhã Tâm Kinh rồi tới chú vãng sanh. Mà chú không vãng sanh thì thím sẽ vãng sanh.
Cho nên khi mà mình hiểu được cái, mình nhìn vô cái bài kinh, mình thấy được thâm ý của chư tổ rồi, chỉ chắp tay bái phục mà hành trì. Chắp tay bái phục mà hành trì, mà mình thấy rằng á, cái trí tuệ của các ngài trùm hết, sắp xếp hết cho mình rồi. Cũng giống như cha mẹ mình hồi nhỏ sắp xếp cho mình công ăn việc làm, đời sống của mình vậy. Cha mẹ sắp xếp hết cho mình. Nhiều khi cha mẹ để dành dụm cho mình để đủ một khoản tiền để mình lo một cái giấy visa để mình đi ra nước ngoài mình làm việc. Nhiều khi cha mẹ phải đi mượn đủ thứ tiền hết để mình đóng đủ cho người ta, để người ta giúp cho mình lo giấy tờ để mình đi, vân vân. Thì cha mẹ sắp xếp công việc đó cho mình. Ngày nay mình được như vậy là nhờ cái sự sắp xếp của cha mẹ. Biết rằng cũng là sống thôi, nhưng mà cha mẹ luôn luôn tìm cho mình một sự sống tốt. Chư tổ cũng vậy, buông ra thì mình đâu biết làm gì đâu. Cho nên các ngài chịu khó soạn cho mình thành những nghi thức tụng niệm. Mình tụng á là mình phát âm ra, niệm là mình thầm, mình nhớ, nhớ mới tụng. Mà bây giờ muốn nhớ muốn tụng, hay là tụng để nhớ, thì chúng ta phải tạm thời có một hình thức, cho nên tạo ra cái nghi thức, gọi là nghi thức tụng niệm. Cái hình thức như thế nào, vô làm sao, ra làm sao, kết thúc làm sao, vân vân, để chúng ta nương vào cái đó. Mà khi chúng ta thâm nhập được cái đó rồi, chúng ta gia giảm tùy duyên, gia giảm tùy duyên, tùy thời gian, tùy hoàn cảnh. Thí dụ như mình hẹn sáng hôm nay 10 giờ giảng phải không, vậy mà em thể hiện tinh thần người Việt đi trễ một tiếng thì là 11 giờ rồi. Mà nếu mà từ ở đó mà đi thẳng vô đây giảng đâu được, phải đi qua phòng khách làm cái chuyện là giao lưu, rồi cũng phải lễ mễ đi ra. Mà vô quý cha mấy anh còn vô nói dạ thưa thầy cho con tác bạch, nó khỏi tác, khỏi bạch giờ lo mà tác lẹ đi 11 giờ rồi. Khỏi bạch cứ lo mà tác. Nhưng mà lên nói cũng phải nhìn đồng hồ chứ đâu phải nhắm mắt thao thao bất tuyệt làm hồi tới 2 giờ đồng hồ của người ta. Mặc dù giảng theo cái chương trình là 10 giờ giảng tới 12, nhưng trễ tiếng thì cũng đúng giờ đó, ngưng giảng tiếng đủ rồi, có gì để bữa khác. Gia giảm mà mình hiểu rồi thì tụng kinh một nghi thức là ABC như vậy đó. Nhưng khi mình thấu được đạo lý rồi, tùy duyên tụng, gia giảm tùy duyên, không có bao giờ có tội tại tụng thiếu. Có nhiều vị còn để một câu nữa chứ, bổ khuyết. Hỏi tại sao bổ khuyết, chỗ nào khuyết mình bổ vô. Cho nên phải tụng Bát Nhã Tâm Kinh, vì tâm kinh này là bổ khuyết vô. Nãy giờ tụng không chừng nhảy chữ, thiếu chữ, tụng trật, rồi giờ bài kinh này bổ vô. Cái quan niệm đó không có đúng, đó không phải là quan niệm của đạo Phật. Cho nên mình làm một cái chương trình, mình phải mở ngoặc. Chương trình có thể tùy duyên thay đổi, để lỡ mình có đổi thay người ta không trách. Tôi nói trước rồi mà. Tại sao làm lộn? Ôi chà, trứng gà còn lộn huống chi con người. Cho nên thưa đại chúng á, Pháp Hòa nói nhiều như vậy để cho các anh chị, nhất là những Phật tử đi chùa nhiều, chúng ta hiểu được cái tâm ý của các tổ khi các ngài sắp xếp cho ta một thời kinh. Chú Đại Bi là biểu lộ cho cái tâm từ bi. Cái bài chú này có tên là Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi, trích từ trong một cái quyển kinh có tên là Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Đà Ra Ni Kinh. Và cái bài thần chú này giúp cho ta tăng trưởng lòng từ bi, do chúng ta nhiếp tâm hành trì. Rồi do chúng ta nhiếp tâm hành trì, hoặc là chúng ta lấy được cái ý là đây là đại bi, và từ cái tâm đại bi này nó đi vào trong cuộc đời. Thái tử Sĩ Đạt Ta nếu không có lòng từ bi đối với chúng sanh, ngài đâu có chịu khó tu tập, có phải không? Thì bây giờ các anh chị, các đại chúng cứ quán chiếu coi, phải tất cả Phật Bồ Tát vì cái đau khổ của chúng sanh, vì cái lòng từ bi mà phát tâm lập nguyện không? Tất cả đều từ đó. Cho nên cái chỗ đi vào đạo không thể nào thiếu lòng từ. Mình muốn làm bất cứ việc gì mà lòng từ không có làm nổi.
Mà chính cái lòng từ đó làm rồi, nó làm có sức mạnh. Sức mạnh cho nên cái câu cuối là án tất điện đô mạng đa ra bạc đà dạ ta bà ha. Và câu đó là tâm chú của Đại Bi. Toàn thể chú Đại Bi, nó quan trọng nhất là cái câu kết. Thành tựu các pháp thành tựu như nguyện. Đó là cái câu cuối, nghĩa nó vậy. Và cái câu cuối của Bát Nhã Tâm Kinh là yết đế. Cố gắng. Ba la yết đế, cố gắng hơn nữa. Ba la tăng yết đế, cố gắng thêm chút nữa. Bồ đề giác ngộ rồi, ta bà ha mừng quá, mình tới nơi rồi. Vậy thì tâm Bát Nhã Tâm Kinh từ cái câu Ma Ha Bát Nhã Tụng cho tới câu tức thuyết chú viết, tức là nói như vậy nè. Toàn bộ tâm yếu, tinh yếu của Bát Nhã là gì? Yết đế. Cố gắng. Sống đây ai cũng cố gắng. Ăn cũng phải cố gắng ăn. No quá mà còn chút thôi ráng ăn. Ngồi chơi chút nữa đi, ráng chơi thêm chút nữa đi, không ai ráng tu. Vậy thì thưa đại chúng, cuộc sống của chúng ta muốn thành tựu đó. Cho nên Đại Bi cái câu cuối là gì? Mọi ước nguyện sẽ thành tựu, mọi tâm nguyện sẽ thành tựu. Án tất điện đô mạng. Cái chữ câu chú nào có chữ ta bà ha đó, chữ ta bà ha là đến bờ rồi, viên mãn rồi, rốt ráo rồi, thành tựu rồi. Mà nếu mình không có lòng từ, mình không đủ trí tuệ, không vượt qua bờ khổ đau được. Không vượt được khổ đau. Tại vì sao? Tại vì cuộc sống của chúng ta nó luôn luôn nó cho chúng ta những cái sóng gió. Nhưng mà nếu chúng ta tùy thuận, cơn sóng nào chúng ta lên rồi chúng ta xuống. Không có một cơn sóng nào mà nó xuân hoài mà nó không xuống hết á. Cơn sóng nào nhồi cỡ nào rồi nó sẽ xuống. Cho dù là sóng thần, cho dù là động đất rồi nó phải dừng lại chứ. Thì chúng ta cũng thế. Chỉ cần chúng ta yết đế. Ba la yết đế, ba la tăng yết đế. Một ngày sẽ bồ đề ta bà ha. Mà hãy mà qua được ta bà ha rồi thì là mình đi qua một sự sống mới. Mà sự sống mới tức là bài vãng sanh thần chú. Phải vậy không? Mà vãng sanh thần chú được rồi, tâm mình nó lắng xuống rồi thì liền tới cõi tịnh. Tịnh độ tán Phật Di Đà, niệm Di Đà tứ thánh. Mà ở tịnh độ rồi không an ngửi, quay trở lại độ ta bà qua bài hồi hướng. Phải không? Không rời an dưỡng lại ta bà, khéo đem phương tiện độ quần mê. Hay lấy trần lao làm Phật sự, con nguyện như thế Phật chứng tri. Cho nên khi mình thấy được cái tâm ý của chư tổ rồi thì chúng ta cứ chắp tay mà chúng ta hành trì. Và thậm chí các anh chị bây giờ mình tụng kinh dịch của cái quý ngài đó, không phải quý ngài cầm cái bút lên mở trang nào dịch trang đấy đâu à. Trước khi dịch kinh là quý ngài phải đọc toàn bộ bản kinh một lần để nắm được cái tinh yếu, cái đạo lý của kinh đó mới bắt đầu dịch được. Mà quý ngài không phải giỏi chữ Hán hay là giỏi chữ Phạn không, mà còn phải hiểu được Phật Pháp nữa kìa. Người biết chữ Hán mà không hiểu Phật Pháp cũng không thể dịch kinh được. Ví dụ như bây giờ quý anh chị hiểu tiếng Hán đâu hiểu kinh. Tại Nhật cũng xài chữ Hán nhiều, thì đại khái mình cũng hiểu một phần chữ Hán. Chỗ nào ta để là tam thừa tứ quả, hỏi nghĩa là gì? Ba xe bốn trái. Ba xe bốn trái. Phật thuyết A Di Đà kinh nghĩa là gì? Nó là nghĩa là Phật ngồi thùng thiết nói kinh Di Đà. Thì bây giờ mình sẽ dừng ở đây, rồi câu hỏi mình sẽ để dành lại, tại vì nhiều lắm. Thôi câu nữa đi. Bây giờ Pháp Hòa nói qua cái ý nghĩa của cái phần nghi thức rồi. Thì bây giờ các anh trong này có một câu là nếu mình tụng kinh cho người bình an, khỏe mạnh thì tụng sao? Thật sự thưa đại chúng á, an là gì? An là yên. Chữ an cũng được, chữ yên cũng được. Yên là sao? Không có sóng gió, không có nhúc nhích, không có lay động. Thì ai trong chúng ta cũng muốn mình yên hết á. Ngồi yên,
ăn bữa cơm mà bị kêu hoài nó ăn bữa cơm cũng ăn nữa, không yên nữa. Đó. Ăn bữa cơm cũng yên, bị réo hoài. Ngủ một cái bị gõ cửa hoài, muốn ngủ chút cũng yên nữa. Vậy thì cái ý nguyện, ý tâm ý muốn an đó đâu phải chỉ ở thời kinh đâu, phải không? Mà cái tâm ý muốn an nó rải rác trong cuộc sống của chúng ta. Vậy cái tâm nguyện muốn an là cái tâm nguyện tốt. Mà khi mình muốn an rồi thì không phải tụng mà an. Mà nếu chúng ta tụng một thời kinh đó, chúng ta hiểu được Phật dạy cho mình như thế nào để mình sống, mình làm cho mình an. Ví dụ bài kinh Phước Đức, Đức Phật dạy: sống trong môi trường tốt, được tạo tác nhân lành, được đi trên đường chánh là phước đức lớn nhất. Đây, ba cái phước nè: sống trong môi trường tốt, tạo tác nhân lành, đi trên đường chánh. Được cung phụng mẹ cha, yêu thương gia đình mình, được hành nghề thích hợp là phước đức lớn nhất. Có học, có nghề hay, biết hành trì giới luật, biết nói lời ái ngữ là phước đức lớn nhất. Vậy thì chúng ta có một trong những cái nãy giờ mà nói yên chưa? Yên. Vậy thì cái yên đó không phải, nhưng nếu mình không tụng sao mình hiểu? Nhờ tụng mới hiểu, hiểu mới làm cho mình yên. Cho nên tụng kinh cầu an nghĩa là con ước nguyện, mong mỏi con được an. Qua một thời kinh tụng xong rồi yên liền. Giờ con sợ bệnh tật của con tụng Phẩm Phổ Môn. Trong Phẩm Phổ Môn nói á, người nào mà trôi dưới nước niệm Quan Âm tấp vô chỗ cạn liền. Bữa nào con đi ngang mấy cái suối còn nhảy xuống con niệm Quan Âm. Trong kinh Phổ Môn, Phẩm Phổ Môn nói chỗ nào mà có lửa niệm Quan Âm cái tự nhiên lửa biến thành bông sen liền. Rồi ai mà đi tìm châu báu, đi tìm châu báu mà trôi dạt trong biển quỷ dạ xoa la sát, niệm Quan Âm cái tấp vô chỗ tốt liền. Dòng nước đó là tượng trưng cho tham dục. Nước nó cuốn mình đi như những cái lòng ham muốn mình, nó lôi mình bất tận. Có không? Thử mà đi một con đường nào mà đồ sale đó, đồ nó bán rẻ đó, trời ơi bị cuốn hút vô liền. Cuốn hút vô. Phải nước thôi không? À, có 10 đôi dài rồi nha, mà đôi nào mà rẻ đẹp cũng bị lôi nữa như thường. Vậy thì Phẩm Phổ Môn nói là nếu mà niệm Quan Âm là tấp vô chỗ cạn, niệm Quan Âm là quay trở lại liền. Có cần không? Quan Âm là trở về hỏi, quán là trở lại, nghe cái âm thanh nó nói liền. Tiếng Mỹ nó kêu do you need one? Do you need more? Mình quán trở lại có cần nữa không? Còn tiền không? Và tiếng thứ hai nó đâu có sao, cà thẻ cũng được. Chứ quán âm là vậy. Trong cơn giận dữ tức là rớt vô hầm lửa, niệm Quan Âm biến thành bông sen. Tôi đang giận, tôi biết tôi đang giận, tôi đang ở đây lẩn quẩn một hồi là tôi giận hơn nữa. Thôi để tôi tìm chỗ tôi ngồi tôi tịnh. Tôi đang làm trong bếp mà bây giờ lửa tôi nó phừng rồi, thôi để tôi lên chánh điện, tôi quét chánh điện, tôi xếp kinh. Không cần đi đâu hết, không cần bỏ chùa. Từ ở cái bếp đó đi lên chánh điện, chánh điện biến lửa biến thành bông sen. Hỏa diệm hóa hồng liên. Nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát. Địa đó, đất đó trở thành thanh lương liền. Từ cái tâm thanh lương của mình trôi dạt vô la sát. Có không? Mới đầu chị em đều vui lắm, bạn họ bực nhau, trời la sát không. Thì có một cái ông đó, ông vô ông hỏi một vị hòa thượng, nói bạch hòa thượng, con đọc trong Phẩm Phổ Môn tới cái chỗ mà gặp dạ xoa la sát, vậy bạch hòa thượng la sát là gì? Hòa thượng nói ngu mà cũng hỏi. Trời ơi mặt ông đỏ rần lên. Hòa thượng nói ông biết la sát nó ở đâu chưa? Chấp tài nó dạ con thấy la sát rồi. Chờ hôm nào mà mình giận lên vô nhìn cái kiến là biết mình vừa la mà vừa sát. Cho nên nhờ tụng như vậy đó, nhờ tụng như vậy cho nên mình thấy được đạo lý kinh. Mà thấy được đạo lý đó rồi là yên không? Yên. Mà đời sống này mà yên rồi,
mình chết có siêu không? Siêu. Cho nên an siêu là một. An siêu là một. Mình mà sống an là nhất định chết xả siêu. Lỡ gửi danh sách vô cầu an mà không biết ai để làm sao lọt qua danh sách cầu siêu. Gặp ông thầy trụ trì, ông cứ nhắm mắt ông đọc mà ông không coi. Mình ghi hàng năm mà ông vẫn đọc không nhớ nữa chứ. Nguyễn Văn A, Nguyễn Văn B ở dưới này, ông tụng cho mình, ông tụng cho mình siêu mà mình ngồi dưới mình bất an. Siêu cái phiền não, mình siêu vượt, chữ siêu là vượt á, mình siêu vượt được phiền não là lập tức mình sẽ an. Dù người khác có đọc lộn tên mình qua danh sách cầu siêu, mình nói không sao, tụng trước khỏi tụng sau. Cho nên hôm qua mới chọc mấy thầy, nhiều khi mời trà mời bánh mấy thầy ăn, thầy nói thôi không ăn, nó ăn đi còn nóng, mai mốt ăn nguội mất công. Nguội là tại bàn thờ ta cúng đó, bây giờ còn fresh rồi còn tươi uống đi, mai mốt người ta đem bàn thờ ta nguội ngắt cũng bắt uống. Cho nên an siêu là một, đừng có sợ lỡ ai ghi tên mình vô danh sách cầu siêu. Thưa đại chúng, người Trung Hoa đó, ở trong chùa người Trung Hoa có hai cái bàn thờ, một bên đó gọi là vãng sanh đường, một bên gọi là duyên thọ đường. Duyên thọ đó là thờ Phật Dược Sư. Xong rồi người ta cho mình đặt cái bài vị, để tên ông bà cha mẹ người thân của mình để trên cái bàn đó, thắp đèn Dược Sư cầu cho mình duyên thọ. Mà người Việt mình mà để kiểu đó là mình sợ muốn chết. Nhưng mà cái đó cũng do ta nghĩ thôi. Ta nghĩ an là nó an à, ta nghĩ siêu là nó siêu. Tất cả là do mình nghĩ. Quý vị biết không, người Hoa đó, ta làm ra một cái quan tài nha, cái quan tài đang quan để làm quà tặng cho bạn bè. Trời ơi, ai dám lấy. Nhưng mà người ta phân tích chữ nè, thăng quan phát tài. Chữ quan tài tách làm hai ra, viết hai chữ thành ra bốn chữ: thăng quan phát tài, khoái liền. Khiêng quan tài vô ta liền. Mình gặp cái quan tài mình sợ muốn chết. Nhưng mà để bốn chữ trên cái nắp quan tài đó, thăng quan phát tài, tất cả là do mình. Bịch xi măng á, mà làm bậc thang dưới cái tượng Phật á, nấc thang này nó complain, nó mắng vốn cái tượng Phật. Nó cũng cùng là xi măng mà tại sao tôi phải bị người ta đạp lên, còn ông cũng xi măng mà ông ngồi trên kia cho ta lại. Ông xi măng ngồi trên, ông nói: con ơi, nhờ con mà lên tới đây, không có mi đâu có tới ta. Nghe vậy nó khoái liền: ok, để tôi làm bậc thang cho ta đạp. Ăn thua mình biết vuốt ve nó. Nhưng mà cái tượng xi măng nói đúng chứ. Ngươi còn được người ta chùi rửa, mỗi ngày ngươi còn được tiếp xúc chứ từng bước chân, còn ta ngồi yên bất động. Bắt tay về hỏi đương nhiêu cũng ok hết. Tụng kinh á, gọi là cầu an, là mình tụng rồi mình hiểu lời Phật tự mình an. Chứ mình tụng được một thời kinh như vậy, mình tụng ngày tụng đêm cũng không ai nói mình mê tín hết. Thế mình tụng mình hiểu mình tụng cái gì, mình làm cái gì. Hôm nào tụng kinh không nổi phải không, mệt mỏi quá tụng nổi lại Phật đi. Tại vì mình đứng lên lại xuống, mình có cử động, mình không có buồn ngủ. Còn mình mệt quá, mình ngồi mình tụng rồi mình gật lên gật xuống mình ngủ, bữa đó ngưng tụng kinh lại Phật. Chỉ tâm đảnh lễ Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật, lại nửa tiếng đồng hồ một câu Phật đó cũng được. Nhưng mà trong lúc đó tâm mình giao duyên với lại sự thanh tịnh, cũng là một thanh tịnh. Tụng kinh miệng phát ra tiếng, tai nghe tiếng, dùng chuông mỏ âm thanh phối hợp để làm cho tâm tịnh. Giờ bữa đó mệt quá không làm gì nổi hết, lại Phật phối hợp. Đứng lên lại xuống phối hợp danh hiệu Phật làm cho tâm bình tĩnh. Có những vị ngồi thiền một ngày ngồi một tiếng mà hôm nay ngồi tâm không yên, cơ thể quá mệt mỏi, đứng dậy lại xong thôi, cũng là thiền luôn mà thiền lại.
Hồi nãy là thiền ngồi, còn bây giờ mình lại Phật thiền lại. Cho nên mình hiểu được rồi, pháp nào mình tu cũng hạnh phúc hết, chứ đâu luận là pháp nào. Vì các pháp là để trị bệnh mà. Anh uống thuốc này không hết, anh đổi qua thuốc khác. Thậm chí là các vị mà đi chơi ngồi lâu đó, nhớ uống một viên mini aspirin. Tại vì cái viên thuốc đó làm cho mình loãng máu, ngồi lâu không có sao. Mình ngồi lâu máu nó có thể, cơ hội nó đông máu, máu nó đặc lại, mà không lưu thông là mình bệnh, có thể đi tới tử vong. Uống một viên mini aspirin để nó loãng máu ra, mình ngồi nó dễ chịu. Tôi đâu có bệnh gì, tôi phải uống aspirin. Đúng, anh không bệnh, nhưng mà anh ngồi lâu. Ở đây nó có bán sâm gì đó, chai nhỏ nhỏ nè, bữa nào mệt thì uống chai đó vô cho nó tỉnh hồn, tỉnh vía lên. Nhưng mà uống mỗi ngày, nước túi tiền chứ không phải nước thịt. Vậy quý vị hiểu được cái tụng kinh để cầu an không? Làm thế nào để biết được một người sau khi lâm chung được vãng sanh? Cái này chắc cũng trả lời nãy rồi đó. À, nếu một người bình thường không tu tập mà trước giờ lâm chung được người thân thương và hướng dẫn niệm hồng danh Đức Phật Di Đà và niệm theo, thì người đó có được vãng sanh không? Có thể. Có thể, tại vì nếu như trong lúc mà người đó thường ngày họ không tu tập, nhưng mà cái giây phút cuối cùng á, tâm họ hướng thiện đó, họ vãng sanh. Mà trường hợp vãng sanh này gọi là gì? Gọi là đới nghiệp vãng sanh, hay là gì? Cận tử nghiệp. Cận tử tức là sát bên cái giây phút mình chết rồi, nhưng mà cái nghiệp mình được chuyển. Hay là đới là gì? Đới là mang. Đới là mang, là đem theo. Nghiệp là cái gì mình tạo. Vãng sanh về cõi cực lạc nhưng mà vẫn mang theo nghiệp. Nhưng mà may phước mình được về đó cho mình thiếu nợ, mình tu mình trở lại mình độ trả nợ đó. Nhưng mà với điều kiện nghiệp cũ à, chứ còn nghiệp mới là không được. Cho nên đời này á, mình có mặt ở đây là phần lớn do nghiệp cũ nè. Nhớ là đừng lấy cái nghiệp cũ tạo thêm nghiệp mới nữa nha. Ví dụ mình nghèo là một cái nghiệp cũ của mình rồi, đừng có ganh tị với ai nữa hết á. Đã nghèo của cải rồi mà nghèo luôn tâm hồn nữa là nghèo sơ, nghèo xác á, nghèo rớt mồng tơi á. Mình chỉ nghèo tiền của thôi, mình không nghèo tâm linh. Không nghèo tâm linh là thấy ai mà có của mình tùy hỷ cho người ta. Tại vì mình thiếu duyên thiếu phước. Chứ mình còn ganh tị nữa là cũng nghèo thôi à, chứ không phải ganh mà được đâu. Mà người ta càng xa lánh mình hơn nếu người ta biết được việc đó. Và mình lại càng thể hiện cái tâm tư ganh tị của mình ở trên nét mặt, trên lời nói, trên cái hành thử xử của mình, thì mình thua lỗ cả hai, từ vật chất đời sống cho đến tâm hồn của mình. Cho nên á, cái đó gọi là lấy cái nghiệp cũ tạo thêm nghiệp mới. Rõ ràng không? Còn nếu như mình đời này nghiệp cũ mình nghèo nhưng mà không tạo nghiệp mới nữa là không tạo cái tâm ganh tị, biết tùy hỷ với mọi người. Cho nên á, một cái người bình thường không tu tập được vãng sanh nhưng mà cơ hội rất ít. Và chúng ta ngay bây giờ chúng ta phải tạo duyên cho chính mình. Dù mình không phải là thường tinh tấn nhưng mà cũng tinh tấn. Nếu trong tâm thức mình không có gieo cái chủng tử thiện lành thì làm sao giây phút đó người ta nói mà mình có thể mình kết được. Bây giờ ở đây quý anh chị thuộc cái bài, một cái bài hát gì đó, ví dụ cái bài Đời Tôi Cô Đơn, thì tại vì mình biết rồi. Cho nên Pháp Hòa vừa bắt lên Đời Tôi Cô Đơn, cái mấy anh hát theo đó, tại vì tâm mình có cái đó. Tâm mình có cái đó. Còn nếu mình không có cái đó, ta hát mình không biết. Ví dụ như nãy mình không thuộc cái bài Thu Đẹp Đã Về Rồi, thì Pháp Hòa có hát hay đi nữa, các anh chị ngồi nghe, chứ các anh chị không có đi theo Pháp Hòa được. Tại tâm mình không có cái bài đó. Thì cũng như vậy, trong tâm mình phải có danh hiệu Phật, phải có lời kinh tiếng kệ, để giây phút đó người ta tới ta tụng cho mình đó, mình duyên theo được.
nó giúp cho mình sức mạnh mình có. Cho nên á, đời này mà nếu mình muốn á, mình gọi là lỡ mình không tu á, thì ít nhất á, cái tâm thiện mình phải có. Không tu tập là một chuyện, nhưng mà không có nghĩa là mình, nếu như có nhiều người người ta không tu tập nhưng mà đời sống người ta không có làm ác, bất quá là không có tu theo Phật thôi, nhưng mà đời sống của người ta, người ta biết lánh giữ làm lành, người ta sống đời có đạo đức, mặc dù người ta không tuyên bố người ta tu theo Phật quy tam bảo gì cả. Mình đã từng thấy những người như vậy. Có những người người ta không có phải Phật tử thuần thành, nhưng mà đời sống người ta nếu tính ra là bằng hoặc hơn một Phật tử chứ không có thua, vì đời sống của họ rất thánh thiện. Thì cái người đó đó, cái giây phút cuối mà họ được ai trợ duyên đó, họ vãng sanh lẹ lắm, tại cái thiện nó có rồi. Nhưng mà mình á, trong đời sống này đừng nghĩ rằng á, mình cứ xả láng đi rồi khúc cuối cái ai đó cho mình tu cái mình đi. Tại vì giây phút đó nghiệp lực nó bao vây, chi phối đủ kiểu hết, đau nhức bệnh tật, đủ thứ, những cái ác duyên nó đến nó xâm chiếm mình, không đủ định tĩnh đâu, không đủ định tĩnh. Chứ bây giờ á, mặc dù mình không dám nói mình là người tu giỏi tu hay gì, nhưng mà cố gắng giảm ác tăng thiện, giảm ba nghiệp thân khẩu ý, ác tăng ba nghiệp thiện của thân của khẩu của ý. Dù mình không phải là người tuyên bố mình tu hành tụng niệm gì cả, nhưng mà ít nhất cái nghiệp thiện mình phải có. Thì lúc đó cái thiện này nó tới, nó mới tương ưng, mà nó tương ưng thì nó mới đưa mình đi xa được. Một chiếc xe mà nó còn xăng á, thì người ta đề nó lên thì nó còn xăng thì nó vẫn đỡ hơn là xe hết xăng. Rồi cái máy lên rồi là tắt, gì nó không còn đủ xăng để nó chạy máy. Thì chúng ta cũng như vậy, cũng như vậy. Thôi thì Pháp Hòa có nhắc đại chúng nha, một người bình thường không tu tập trước giờ lâm chung, người thân niệm hồng danh Phật, người đó có theo Phật, người đó có được vãng sanh không? Có, nhưng mà hiếm. Cũng như mình nói mình hồi hướng cho người thân mình, người thân mình nhận được không? Được. Nhưng mà với điều kiện là người đó có phước để nhận cái phước đó, chứ cho là được hết á. Nhưng mà quan trọng là người đó có phước để nhận không? Pháp Hòa ví dụ bây giờ Pháp Hòa đi qua đây, đại chúng thương quá cho những cái gì đó mà Pháp Hòa khiêng về không được, nhận thì được mà đem đi không được, vì không đủ khả năng đem. Thí dụ vậy đó. Cho nên á, trong kinh nói rất rõ, người thân mà hồi hướng cho mình trong 7 phần công đức, 6 hay 7? 7 phần công đức, người thân hưởng mấy? Hưởng 6. Người cái người làm phước chạy hưởng 6, mà cái người được hồi hướng hưởng có 1. Nhưng mà Phật cũng khuyên chúng sanh á, phải tạo cái phước để nhận được cái 1 đó đó, chứ không chừng là 1 cũng được nhận nữa, thì không có phước để nhận. Pháp Hòa ví dụ như á, quý vị có nhớ là ngày Xá Lợi Phất có một người đệ tử, khi mà ngài có thai đó, cái vị đệ tử đó có thai là tự nhiên nguyên cái làng đó thất nghiệp, không ai có việc làm hết. Thì trong làng mới nghi, cái cô bà mẹ mới nói, từ ngày nhỏ này nó có mang nè, cái chủng tử nghiệp lực này nó ảnh hưởng cả cái làng xóm này nè, đuổi nó đi, đuổi bà mẹ đi. Bà mẹ lang thang qua làng xóm khác, ở đầu đường xó chợ sanh ra thầy này. Mà hễ mà đi chơi với cái đám bạn á, người ta thấy mấy đứa nít ta cho nó ăn, mà tới nó người ta không cho, hoặc là ta hết. Ngày Xá Lợi Phất đi ngang thấy đứa nhỏ tội quá đi, ngày đem về chùa tu, hy vọng rằng ở chùa nó không được gì, nhưng mà ít nhất ngày 2 bữa cơm đủ. Dẫn đi khất thực, dẫn đi khất thực, cái này người ta cúng, cúng 1, cúng 2, tới ổng cái người ta hết đồ ăn. Mà cứ như vậy hoài, thiếu phước không? Rồi đến khi cái vị đó sắp chết, thì ngày Xá Lợi Phất mới nghĩ đệ tử mình á, cả đời nó sống nó thiếu ăn, thôi bây giờ nó sắp chết nè, mình cho nó một bữa ăn cho ngon, cho no rồi nó chết no. Ngày đem chén cơm tới, vừa bưng tay cũng tắt thở cũng chết, chén cơm cuối cũng không được ăn. Thì qua cái câu chuyện đó để đại chúng thấy rằng á, cái phước của mỗi người,
Cho nhiều khi mình chỉ muốn một muỗng canh cuối cùng thôi mà không được. Chứ không phải là dễ đâu. Cho nên đời này á, nghe câu chuyện đó rồi quán lại mình, đời này không phải mình có một muỗng canh mà có cả tô canh, mà ăn mà còn chê lên chê xuống, có cả nồi cơm để ăn mà còn chê lên chê xuống. Thì mình thấy là cái chê đó nó tổn, nó mòn, nó hao, lâu ngày nó mất. Nó không mất liền rồi nha, nó không mất liền đâu, nó mòn thôi. Nó mòn dần rồi lâu ngày nó mất luôn. Cho nên đời sống của chúng ta, chúng ta phải nhớ là nếu chúng ta nhìn kỹ thì chúng ta có phước dữ lắm lần, chứ không phải ít đâu. Mà tại chúng ta chưa đủ cái chánh niệm, cái tuệ giác để chúng ta nhận ra chúng ta có cái phước. Rồi chúng ta cứ xài phước, hao phước, mòn phước, mà chúng ta không biết tích phước, tạo phước, giữ phước, mà chúng ta để cho nó mòn, nó hao, nó tổn, nó giảm. Và thậm chí chúng ta phí phước. Tại vì đồ ăn mà bỏ thì cũng là phí đồ ăn. Tiền mà xài không đúng là phí. Thì cái gì chúng ta không xài đúng là phí. Cho nên phước đôi khi chúng ta cũng bị phí cái phước. Mà hãy khi mà hết rồi thì khó kiếm lại. Cái chữ lâm chung á, nó ráp từ hai cái ý niệm, hai cái hoàn cảnh để nó thành ra chữ lâm chung. Chữ lâm là gì? Lâm là mình đi vào cái hoàn cảnh gọi là lâm mạng, tức là cái mạng mình nó lâm vào cái tình cảnh nguy kịch, hơi thở mình nó còn thoi thóp vậy nè, đến khi nào nó dừng nó không thở nữa, lúc đó gọi là chung thời. Cho nên chữ lâm chung á, là cái chữ ráp của hai cái nghĩa là lâm mạng chung thời. Thân mạng mình lâm vào hoàn cảnh nguy kịch, đến lúc chấm dứt. Thở ra cái nhẹ đó, ngay cái giây phút thở nhẹ xuống đó, hay là thở cái khi đó, là chung thời, chấm dứt. Còn nãy giờ thôi thóp lâm mạng. Mạng mình lâm vào cái tình cảnh nguy kịch rồi. Cái gì đó, ủa sao hết thấy nhúc nhích rồi, chung thời, hết. Khi có vấn đề trong cuộc sống, con thường được khuyên bảo hãy tu cho bớt khổ. Thế thì tu là gì và làm gì cho bớt khổ? Câu này không biết Đường trả lời, tại em vẫn khổ. Thưa đại chúng, chữ khổ theo tiếng Hán là đắng. Thí dụ mình ăn khổ qua, chữ qua là mướt, chữ khổ là đắng. Người Bắc gọi là mướt đắng. Và mướt đắng là từ chữ khổ qua. Cái gì mình nếm mà mình không thích thì là khổ. Thí dụ mình không thích cay mà ăn nhầm miếng ớt, nhăn mặt liền. Mà người thích ăn ớt, trời ớt chưa đủ cay, cũng trái ớt mà hai cái cảm nhận khác nhau. Người cảm nhận khổ luôn, nhưng khổ vì không đủ cay. Người kia cũng khổ luôn vì quá cay. Thấy không? Mà bản chất trái ớt nó chưa hề nó nói nó là cái gì hết. Rồi mình cứ nhận nó à. Cho nên khổ là do cái tâm mình nhận pháp. Còn vui cũng do mình, cái tâm mình nhận cái pháp đó. Ví dụ như mình đi coi cải lương, coi đại nhạc hội, thích ngồi gần lắm, thấy ca sĩ cho gần. Mà mình đi coi cine, mà coi rạp chiếu là phải ngồi xa xa để coi tổng thể cái màn hình. Vậy thì không có một cái tùy theo cái tâm mình nhận cái pháp đó. Khi mà người ta nói là ta gặp mình khổ, ta nói thôi tu đi, nó có hai cách, nó có hai cái nguyên do người ta nói. Có những người ta chỉ nói tu đi, nhưng mà ta nói để khuyên mình cho qua chuyện, chứ hoàn toàn không biết tu là cái gì hết. Mà thử mình hỏi vậy, chị chỉ tôi tu đi, đến chùa hỏi. Thật sự ra cuộc sống này, ví dụ như người ta gặp mình buồn đi, ta nói thôi kệ bỏ qua đi chị ơi. Mà thiệt sự ta nói chi cho nó qua chuông thôi, chứ người ta không có cái phương pháp nào giúp cho mình quán để mình vượt hết. Cho nên ai gặp cũng kêu tu hết á, gặp người nào cũng kêu tu hết á, mà không biết mình tu được nhiêu hay là mình đã tu chưa.
Nhưng mà thôi thì cũng nhận như là một cái thiện chí, thấy mình khổ thì nó thôi tu đi, thấy không? Nhưng bây giờ chữ tu là gì? Là mình chỉnh sửa. Nhưng mà sở dĩ mình sửa chưa, mình khổ là tại vì mình chưa chỉnh sửa được cách nhìn của mình, cách hiểu của mình, cho nên mình khổ. Ví dụ như mình ở Việt Nam mới sang, rồi mình giờ sống chung với người rể hoặc người dâu hoặc ai có con ruột mình, mà mình thấy sao nó không có giống như mình tưởng tượng, mình khổ. Là vì mình nghĩ rằng qua tới đây là con nó phải lo cho mình mọi thứ sáng chiều như ngày xưa ở Việt Nam, hoặc là dâu phải ra dâu, rể phải ra rể. Đúng rồi, mình bắt là dâu phải ra dâu, mà mình muốn là dâu Việt Nam, rể phải ra rể là rể của Việt Nam. Nhưng mà mình đâu có biết ở đây nó rễ Tây. Thí dụ mình muốn là rễ cây đào, rễ cây mai, mà mình quên rằng có những rễ tre, phải không? Rễ phải ra rễ thì dâu sẽ ra dâu, thì nó cũng ra vậy, nhưng mà nó không đúng ra theo cái kiểu của mình, cho mình buồn khổ. Và chỉnh lại cách nhìn đi, phải không? Thôi qua tới xứ này rồi ai cũng cực khổ giống nhau, mình còn khỏe, mình làm được gì mình làm, mình sống nhẹ nhàng cho con cái nó dễ thở. Chính cái đó vậy cái phải khỏe mình không? Mà khỏe mình là tu chưa? Tu. Mình khổ là tại vì mình cứ dính vào cái mình muốn. Chỉ cần mình chỉnh cái cách mình muốn là nó khỏe. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ vậy nè. Nhiều lúc á mình đi đậu xe, mình đậu xe cái mình quẹo vô bằng cách là mình quẹo thẳng hoặc là mình lui xe. Mà mình không có khéo đó, cái mình đậu cái xe nó hơi méo, có khi mình sát với cái xe kia, hoặc là do cái người kia họ đậu sát mình, rồi giờ mình vô đúng cái mình cũng bị sát. Nhưng nếu như mình bước ra khỏi xe mà mình thấy rằng, hoặc là mình ngồi trong xe mình nhìn và mình thấy rằng mình đậu kiểu này nè, một lát thế nào, một là mình quẹt người ta, hai là người ta quẹt mình, thôi mình chịu khó mình lái ra lại, chỉnh cái xe nhích qua đây một chút, làm sao đủ cái không gian cho cả hai bên. Thiện lát nữa mình không phiền não bởi người ta quẹt xe mình, hoặc do mình sơ ý mình quẹt xe người ta. Quý vị hiểu ý được và nói ha. Cũng như thế, tu là mình chỉnh vậy đó. Khi mình thấy là mình chỉ cần mình chỉnh lại cái nhìn của mình, cách nghĩ của mình là sẽ khác liền. Ai mà lái xe chở Pháp Hòa đi đâu mà những lúc trường hợp vậy là trong đầu Pháp Hòa nghĩ ra pháp tu liền. Mình tu cũng y hệt vậy đó. Nếu mình không tự chỉnh mình, thiện lát thế nào người ta cũng quẹt mình, tại vì ta chưa chỉnh được người ta. Mà người ta quẹt mình cái mình phiền, mình khổ. Thôi mình tự mình chỉnh cái xe mình đi, để lát khỏi ai phiền, mà mình khỏi làm mình bực bội. Nhiều khi ta quẹt mình xong rồi ta hit and run, nghĩa là ta quẹt xong ta đi, mình ra thấy xe mình trầy cái mình bực. Nhưng mà hồi nãy cái mình còn tức nữa chứ, hồi nãy tôi cũng nghi rồi, thế nào xe này cũng đụng tôi. Đáng nghi tại sao không làm? Có không? Chuyện đó nó xảy ra hoài. Nhưng mà tại cái tật của mình là không bao giờ chỉnh sửa được cái đó. Tu không có khó. Tu là mình chỉnh cách nhìn, cách nghĩ của mình, sửa cái cách nhìn của mình lại là mình nhẹ nhàng liền. Ví dụ như hôm qua mình đi chùa, mình nghĩ rằng vô trong đây rồi là giữ khóa tu rồi, ông bà nào cũng tu hết, tại vì mình mang tâm trạng người tu mà. Trời ơi, tới hồi vô rồi sao khiều quẹt tôi nhiều quá, tôi biến ngày tu tôi thành ở tù, tôi phiền não vô cùng, không lẽ giờ tôi đứng dậy tôi đi về liền. Bây giờ mình suy nghĩ đi, tại sao mình phải vô đây? Nếu ai cũng perfect, good hết thì ta thành thánh, ta đâu vô đây làm chi, không? Cái thứ hai nữa là mình vô đây mình tốt, nhưng nếu mình đã tốt thì mình ráng tập tu cho tốt để mình ảnh hưởng những người mình gọi là chưa tốt. Nếu mà các vị mà chứng đạo mà lên non núi ở hết rồi, bỏ chúng sanh bơ vơ này với ai, phải không? Cho nên cái hạnh của Bồ Tát là gì? Thấy chúng sanh còn khổ, cho nên mình mới mang cái an lạc đến cho mọi người.
Chứ nếu như mình an lạc không, mình tự hưởng phần mình thì nó nhẹ rồi. Nhưng mà vì mình thấy còn nhiều người họ chưa thuần, cho nên mình ráng sống thuần. Ví dụ người ta vô trong chánh điện, người ta ồn, mình đừng ồn theo. Mình ngồi, mình niệm Phật, mình ngồi thiền, tự động một chút xíu sau, người mình ta có cái nhìn là ta cảm liền là, ồ thôi mình đừng nói nhỏ nhỏ, con chị đang ngồi thiền niệm Phật. Thấy không? Người ta chưa nín được nhưng mà ta chỉnh xuống rồi đó. Ta chỉnh cái âm ta xuống nhỏ nhỏ một chút rồi đó. Rồi ta nói chừng 50 phút sau cái hết chuyện đó, thôi nín cho người ta niệm Phật. Rồi hai người nín, ba người nín, từ đó nó cứ thành ra cái đạo tràng. Cái đạo tràng nó có là do cái đạo tâm. Nếu mà ai đạo tâm cũng không vững là không bao giờ có đạo tràng. Sở dĩ đạo tràng mà nó vẫn còn tồn tại là vì đạo tâm kiên cố. Cho nên thưa đại chúng, đạo tràng là một hiện tượng, những cái nhìn, những cái quy tụ, những cái kết quả của những người sống có đạo tâm. Cho nên cũng như thế, khi mình khổ là vì mình chưa chỉnh được cái cách nhìn quán của mình. Và khi mình quán được rồi thì đâu phải con mình khổ đâu. Chúng sanh xung quanh mình khổ đủ kiểu. Thầy tu có khổ không? Khổ. Thầy tu cũng khổ nữa. Nếu mà thầy tu đó mà là trụ trì thì khổ hơn ông ở trong chùa làm chúng. Ông ở trong chùa làm chúng bất quá ông nấu cơm, dọn dẹp, cũng làm việc thôi. Nhưng mà ông suy nghĩ, ai đi ai ở không lo, còn ông trụ trì cũng lo lắm. Rồi người nào quẹt hiều nhau rồi mét với ổng, rồi ổng cũng phải đi tìm cách ổng chữa hết để ổng dán là đó. Cũng có cái khổ của ông trụ trì chứ. Ngày nào còn ra lăng xả làm việc là ngày đó còn đụng chạm, còn phải suy nghĩ. Cho nên khi mình khổ mà ta nói tu đi, không có biểu mình là phải cạo đầu mặc áo gì hết. Cái sâu sắc là sửa cái cách nhìn của mình, chỉnh cái cách suy nghĩ của mình đi. Rồi nhiều khi mình phải quán câu nữa, so với cái mênh mông của vũ trụ, nỗi buồn này hạt cát có ra chi. Cái vũ trụ này nó mênh mông vô cùng, mà có nỗi khổ của mình là gì đâu. Hỏi khổ gì? Em tôi gạt tôi 5.000. Trời ơi, có người bị gạt 5 triệu nữa kìa. Như bây giờ ấy, thà nó gạt tiền tôi, đừng gạt tình tôi. Đủ kiểu hết. Thật ra cuộc sống này nếu mà nói khổ, ai cũng khổ hết trơn á. Ví dụ sáng mà em muốn ngủ nữa mà tới giờ em phải lên. So với cái mênh mông của vũ trụ, nỗi buồn này hạt cát có ra chi. Rồi bây giờ quý vị nhìn nè, mình có muốn đời mình nhẹ không? Muốn không? Chữ nhẹ viết làm sao? Nhờ e nhe, nặng nhẹ. Trong cái nhẹ vẫn có dấu nặng mà. Thấy không? Mình muốn mình có sắc không? Sắc là đẹp đó, muốn không? Vậy thì trong chữ xấu, nó có dấu gì? Sắc. Xấu cỡ nào cũng còn chút sắc chưa? Có xấu mãi mãi đâu mà lo. Nếu mà người xấu mà không có ai ngó hết là ế hết sao? Người ta xấu điểm này mà ta còn có sắc điểm khác. Cho nên trong chữ xấu vẫn có sắc, trong chữ nhẹ vẫn có dấu nặng. Nhẹ chưa? À. Kính xin Thầy chỉ dạy làm cách nào và nói như thế nào để con gái của con có một sự gắn bó và hiểu nhau hơn. Mình nói chuyện với con thì là mình sống với con rồi. Thì khi mình muốn gắn bó, muốn làm gì với người thân thì cái quan trọng nhất là cái hiểu. Mình làm sao cho người mình hiểu được người khác và người khác cũng hiểu mình thì tình thương nó có mặt. Cái này nó không có ai chỉ cho mình được hết. Bởi vì mỗi người, mỗi hoàn cảnh, mỗi gia đình đều biết của nhau. Cái câu này tiếng Việt thường hay nói, đèn nhà ai nấy sáng, trán nhà ai nấy xỉ. Không có. Bây giờ mình phải hiểu thì mình mới có thể thương được. Và ngay cả khi con của mình
Năm đứa là năm tánh tình khác nhau. Cái ăn nó không giống thì làm sao cái tánh nó giống được, phải không? Thành thử ra phải học hiểu, và mình phải nói cách nào để cho con mình có thể cảm nhận được tình thương của mình. Có đôi lúc đó mình có quyền, có lực, nhưng mà đừng có xài cái quyền lực, đừng có dùng cái quyền lực đó, thì nhiều lúc cái quyền lực đó nó không có work. Không có phải riêng con cái mình đâu, ngay mình đi vô hãng cũng vậy. Người có quyền mà không sử dụng quyền thì người đó mới toàn quyền, phải không? Còn người nào mà sử dụng quyền của mình là người ta sẽ cho mình, anh chỉ có quyền bao nhiêu thôi. Nó lạ vậy đó. Tại vì sao? Vì cái đức nó bao phủ. Phong vào ví dụ vậy nè. Ví dụ như bây giờ á, mình làm một cái người có chức gì trong đó đi, nhưng mình luôn luôn mình lân mẫn, mình nhẹ nhàng. Đôi lúc người ta, mình nói cái gì người ta cũng nghe, mình nhờ cái gì người ta cũng làm. Còn nếu như mà mình mà không đúng á, ta nói xin lỗi, anh chỉ có quyền biểu tôi làm việc đó thôi, còn những cái đó anh không có quyền. Thấy không? Thành thử mình không sử dụng quyền thì mình mới toàn quyền. Còn mình sử dụng một quyền nào rồi thì quyền đó chỉ là một. Mình cũng thế, trong cuộc sống của mình cũng vậy. Xin thầy từ bi dạy con làm sao để hoàn toàn tha thứ cho người để mình không còn đau khổ nữa. Như nãy mình nói chuyện vậy đó. Nói là hoàn toàn tha thứ thì khó. Mình phải đợi tới hoàn toàn tha thứ làm chi? Tha thứ từng phần đi, tha thứ từng ngày đi. Thôi bây giờ mình dám nói tôi chưa thể nói tôi tha thứ nó trọn đời. Thời giờ hôm nay sáng ra mình nói vậy nè: hôm nay là ngày mới, tôi nguyện tha thứ mọi người trong một ngày. Thử ngày thôi, rồi ngày mai mình thêm ngày nữa, thì suốt cả đời mình mà mình không thấy nặng nề gì hết. Biểu là hoàn toàn tha là khó đó. Quý vị biết tu Bát Quan Trai không? Tu Bát Quan Trai mấy tiếng? Có 24 tiếng à. Sau 24 giờ là mình đi xả giới, nhận cái giới xuất gia đó, tu 24 tiếng thôi. Sau 24 giờ xả. Cho nên á, thưa đại chúng, mình không có sống trọn, mình không có bao giờ mình bảo đảm mình sống trọn đời đâu, mà mình ôm cái giận trọn kiếp, phải không? Mình chỉ có thể nói mình sống mỗi ngày, mà chưa chắc mình hết được ngày đó nữa đó. Chưa chắc mình được ngày đó nữa đó. Nhiều khi vừa ăn nửa bữa cơm là mình đã đi rồi. Thành thử ra không có cái gì bảo đảm. Thì bây giờ cái mình, nếu mình chưa tha thứ được hoàn toàn, thì mình tập tha thứ từng phần, và thậm chí tha thứ từng ngày. Vậy thôi. Chứ bây giờ nếu là toàn thì chưa. Cho nên như chúng ta đây có dám nói mình là người toàn giác không? Mình là gì giác? Hốt giác. Chữ hốt này là có khi, khi tỉnh, khi mê thì gọi là hốt giác, hốt mê. Đừng có hiểu lầm chữ hốt là gom theo kiểu Việt Nam. Nghe hốt thì khoái. Ở đâu để cho tôi hốt? Hốt giác, hốt mê là lúc tỉnh, lúc mê. Hay là phần giác, nghĩa là khổ chỗ nào thì giác chỗ đó. Nhưng mà thật sự khi khổ cái đó, giác cái đó là luôn không? Hay vài ngày sau cái quên rồi tiếp tục? Tiếp tục. Tôi sợ làm quen, tôi sợ tình cảm lắm rồi. Vậy mà bữa nào người nào tốt tốt cái bào chữa liền. Đây Pháp Hòa mới nhận cái thơ: con bị tình cảm lường gạt nhiều lần, rồi bây giờ con có một người đang đeo đuổi con, và con đang rất là sợ người đó gạt con. Con muốn thôi, nhưng con cũng suy nghĩ lại, chắc có lẽ sau khi trả nợ cho một số người, chắc giờ phước con sắp tới rồi. Thầy có thể cho con một câu trả lời, con nên tiến tới. Nếu mà con không tiến tới, con sợ con bỏ qua, uổng quá. Mà nếu mà Pháp Hòa mà trả lời, con thấy được, con làm tới đi. Rồi nếu con tới không được, con chạy về thầy à. Lúc nào mình cũng có cái phía sau để mình làm gì? Bào với chữa hết. Tại vì sao? Khi mình thương rồi, khi mình thích rồi, là mình tìm cách mình suy nghĩ để mình... Thí dụ như giờ mình thấy cái áo mình thích đi, ở nhà dưới đó chứ, đi ra rồi đó thôi, không cần mua đâu ra. Nhưng mà nó rẻ quá không mua.
là đi vô cầm xong cái thôi để mua đi, cái ai cần mình cho. Trời ơi, nói nhiều câu nghe từ bi nhưng mà thiệt sự là mua chai cho mình. Nhưng mà mình nghĩ vậy đó. Thì Pháp Hòa thưa đại chúng, trong cuộc sống của chúng ta có những cái nhỏ nhặt mà bình thường nó xảy ra trong cuộc sống. Có đôi lúc á, bác sĩ cử mình ăn món đó mà thèm quá chịu nổi rồi, ok kệ ăn miếng thì chắc không sao đâu ha. Nhưng mà mình đâu có biết nhiều lúc chỉ một miếng đó thì nó lại có sao, phải không? Cho nên mình là ngay khi mình giác rồi đó cũng chưa chắc là mình giữ cái giác đó dài lâu nữa đó. Cho nên á, đừng có bao giờ nghĩ á, những người thất tình đi tu. Tại vì những người thất tình mà đi tu, mai mốt họ có tình lại họ không tu. Thất là mất, chữ thất là mất, thất tình là mất cái tình cảm, mất một người yêu. Thất nghiệp là không có việc làm. Rồi họ cũng đang đi kiếm việc làm chứ đâu có ai thất nghiệp mà ngồi luôn đâu. Chỉ khi nào hư thôi mới không kiếm việc nữa. Còn thất nghiệp là phải đi kiếm việc khác. Cho nên mấy anh thất tình á, ảnh thất cái này mà ảnh đang đi gậy cái khác đó, không bảo đảm đâu. Chứ đừng nghĩ người tu thất tình mới đi tu. À, hồi đó có người viết giấy vô hỏi một thầy vậy đó. Được thắc mắc, tôi được biết ông đi tu từ hồi còn nhỏ. Tôi thắc mắc ông đi tu từ còn nhỏ, tại vì sao mà ông cắt ái ly gia? Phải vì chăng ông buồn khổ mẹ cha hay chán đời vì cuộc đời thất bại? Ví dụ vậy. Con lận qua kể đại chúng nghe, có cô đó, cô gặp, cô nói thầy đi tu thiệt hả thầy? Dạ, đi tu có giả hả? Nửa ngày sau cũng viết cái số phone, cũng nhét vô tay của anh. Số phone con này thầy giữ đi, khi nào đổi ý kiếm con. Đừng bắt chước nghe. Tiếng Mỹ nó có cái câu là forgive là forget. Mà trước khi mình forgive là mình phải forget. Nhưng mà ở đời nó khổ một cái vậy nè. If you do something good, nobody remember. If you do something bad, nobody forget. Mình làm việc gì mà tốt ít ai nhớ lắm. Mà mình thử mình xấu một chút coi, người ta nhớ cả đời. Đó là cái tập nghiệp của chúng sanh. Làm sao giảm bớt những lo âu buồn phiền khi đi ngủ? Con có biết tập hít thở nhưng vẫn len lỏi trong tâm trí con, dẫn tới giấc ngủ không sâu. Với số lượng công việc của thầy nhiều như vậy, xin thầy chia sẻ vài kinh nghiệm của thầy. Cái kinh nghiệm của Pháp Hòa đó là mình thực tập cái bài kệ tới giờ ngủ bớt âu lo, một nằm xuống ngáy kho kho. Ta có cái bài kệ đi ngồi thiền, vào thiền đường hết âu lo, một ngồi xuống dứt trầm luân. Sau này các thầy mới đùa, các thầy chế lại là vào đi tới giờ ngủ không âu lo, một nằm xuống ngáy kho kho. Sở dĩ chúng ta gọi là ngủ nghỉ, chữ nghỉ là dừng, dấu hỏi. Khi chúng ta dừng thì chúng ta sẽ ngủ, mà muốn ngủ là phải nghỉ. Nhưng mà chúng ta thường thường á là ngủ mà không nghỉ. Ta kêu ngủ nghỉ mà, muốn ngủ là phải nghỉ, nghỉ sự suy tư. Mà chúng ta lên giường nằm rồi thì chúng ta biến cái dấu hỏi thành dấu ngã là suy nghĩ. Mà khi suy nghĩ nhiều thì không thể nghĩ, không dừng. Dòng suy nghĩ vẫn chuyển, tiếp tục diễn biến thì làm cho chúng ta không ngủ được. Chứ ngủ nghỉ, muốn nghỉ, muốn ngủ là phải nghỉ. Nhưng mà nếu trong ban ngày mà chúng ta làm việc mệt quá đó thì chúng ta không gọi là ngủ nghỉ, mà chúng ta gọi là gì nghỉ? Nghỉ ngơi. Ngơi là sao? Ngơi là một cái giờ phút nghỉ mà ngắn thôi. Thí dụ làm việc cả ngày, ta nói trời tôi làm việc không ngơi,
nghĩa là không có một khoảng dừng. Bây giờ mình làm việc mệt quá, mình ngơi một chút đi, ngồi xuống thở 5-3 phút thì khỏe làm tiếp. Ông Trịnh Công Sơn cũng có một bài hát đó: mệt quá đôi chân này tìm đến chiếc ghế nghỉ ngơi. Nghĩa là nói cuộc đời chúng ta đi, đi mãi mà không biết dừng, đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt. Cho ở một cái bài khác ông nói tìm đến chiếc ghế nghỉ ngơi, mỏi quá ngồi xuống đó nghỉ một chút rồi đi tiếp. Thì cuộc sống của chúng ta cũng vậy, không ai cấm mình phải làm gì, phải suy nghĩ đâu. Nhưng mà nếu chúng ta biết rằng đã đến giờ ngủ thì như giờ chạc pin, chúng ta phải dừng ghim điện vô, đủ 8 tiếng pin nó mới đầy. Còn nếu như mà mình chạc pin mà nửa chừng mình dứt điện ra thì nó cũng có một chút, nhưng mà nó đầy, chưa có pin đầy. Mà chạc kiểu đó pin nó mau hư lắm. Thường thường chạc điện thoại, chạc cái gì là phải chạc đủ đến khi nó đầy. Chứ mình chạc nửa chừng lấy ra lấy vô, trừ trường hợp gấp thôi. Còn nếu không cần thiết là để cho nó đầy pin, còn không thì pin nó bị ảnh hưởng, nó chưa đầy mình lấy nó ra mình sử dụng thì nó mau hư. Thì cũng như vậy, chúng ta phải tập. Cái này là phải tập thôi, chứ còn không có cách nào. Mỗi người mình thương mình thì mình phải tập. Pháp Hòa thì ngủ ít, nhưng mà ngủ là không, nằm xuống là không có suy nghĩ lo lắng gì nữa hết, vì mình biết là mình có lo con hết nữa. Nhiều lúc cố gắng trả lời một cái thơ ban đêm, tại khuya mới có giờ check mail, mà nhiều lúc mệt quá trả lời đâu có nổi, chừng một vài cái mail là đã quá sức rồi. Nhiều lúc đánh máy đánh không nổi nữa, đánh mà cái đầu mình nó không còn đủ sức, đủ sáng để mình trả lời câu hỏi đó, thì mình biết rằng mình có ráng nữa thì cũng vô dụng. Cho nên thôi dừng đi ngủ. Mà hãy ngủ chừng một chút mà mình dậy thì một tiếng, hai tiếng mình vẫn đủ khả năng mình làm việc. Cho nên cái này là do mình tập. Bạch Thầy, con hỏi trong kinh có từ nhất xuyển đề, Thầy giảng thế nào gọi là thiện pháp của nhất xuyển đề, ác pháp? Thưa đại chúng, chữ xuyển là chữ xiển mới đúng. Thật ra thì xuyển hay là xiển nó cũng không sao, vì nó chữ phiên âm từ tiếng Phạn thôi. Mình không thể dịch nhất là gì, xiển là gì, đề là gì, vì nó là chữ phiên âm. Giống như mình không thể dịch chữ Mã Lai Á, vì nó là phiên âm từ chữ Malaysia. Thấy không? Thì không thể dịch đó. Mã là con ngựa, Lai là nó giống giống, Á là câm. Thấy không? Không thể dịch như vậy được. Chữ Mã Lai Á là tiếng phiên âm. Thấy không? Thành thử không thể, giống như chữ Mulagana mình âm lại là Mục Kiền Liên, thì không thể dịch mục là mắt. Phải không? Kiền là chắc, liên là hoa sen. Ông tôn giả này có mắt chắc như bông sen. Cái đó không dịch như vậy được. Rồi có nhiều người giảng chữ Vu Lan Bồn cũng vậy. Vu Lan là mùa báo hiếu, cứu người treo ngược. Bồn là cái chậu, đến cái mùa đó là phải đem vật thực bỏ vào cái chậu cúng chữ Vu Lan Bồn. Không được, mình giảng như vậy là tội nghiệp cho Phật không? Chữ Vu Lan Bồn là phiên âm từ tiếng Phạn là Ulambana, mà chúng ta âm là Vu Lan Bồn. Nguyên chữ đó nghĩa là cứu người bị treo ngược, chứ không thể tách chữ ra mà giảng. Thì chữ nhất xiển đề cũng vậy, là một tiếng phiên âm. Mà người Trung Hoa dịch nghĩa nó là gì? Bất tín, nghĩa là không có niềm tin. Có khi được dịch nghĩa là tín bất cụ, nghĩa là tin chưa đầy đủ, tin mà còn nghi ngờ. Trong kinh đó, trong kinh Đại Bát Niết Bàn đó, chữ nhất xiển đề nó đưa ra 10 nghĩa: không có niềm tin, không tin nhân, không tin quả, không tin tội phước, không tin những giáo pháp, vân vân. Thì nói chung là người nào không có niềm tin và bán bổ, chẳng những không tin mà còn bán bổ nữa, cái đó là nhất xiển đề. Cuộc đời này còn người đó không? Nhiều lắm. Đã không? Thấy người ta làm thiện, chẳng những không làm theo mà còn phỉ báng điều thiện của người.
đó, thì người đó là không còn cứu chữa. Tuy nhiên, với tinh thần của đạo Phật, tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Sở dĩ người đó tính bất cụ hay là bất tính là tại vì cuộc đời họ chưa có gặp cảnh khổ, và đôi khi khổ vẫn chưa tỉnh. Vì sao? Vì họ cứng cỏi, can cường. Đến một lúc nào cuộc đời này bầm dập khổ đau, tự họ có ý thức. Vì vậy cho nên á, trong kinh mới có câu á, ở trên đời này á, có hai cái pháp trắng mà tất cả chúng sanh cần có. Thưa đại chúng, khi mình đọc kinh á, mình phải nghe từ pháp trắng, pháp đen. Pháp trắng là tượng trưng cho những gì thánh thiện giúp chúng ta tiến tu. Pháp đen là những gì làm cho ta phiền não khổ đau. Vì hai pháp trắng của con người là gì? Một là tàm, hai là quý. Thế nào là tàm? Là tự mình xấu hổ với mình. Thế nào gọi là quý? Nghĩa là mình xấu hổ với người. Và người xưa đã định nghĩa câu này rất gọn và dễ nhớ: tàm tự quý tha. Tàm tự là tự mình tàm, tự mình xấu hổ. Quý tha là hổ với người, tha là người, tự là mình. Tàm tự quý tha. Thì người nào có được cái tàm quý là người đó sẽ dần giảm đi cái nhất xiển đề và giảm đi cái điều bất tính nơi họ. Cho nên đó, đối với nhất xiển đề, mình chỉ nhận họ như là một người đang cứng cỏi can cường vậy thôi, chứ mình không dám khinh họ. Vì Đức Phật đã xác định tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Thưa đại chúng, ngay chúng ta cũng thế thôi. Nếu mà cuộc đời chúng ta không gặp những khổ đau, chắc gì mình đã tu tới bây giờ. Mà thậm chí bây giờ, ngay bây giờ mình là Phật tử nè, mà khi mình mà gặp cảnh mình đang lâm vào cảnh khổ, là thời kinh mình nó có khác, tha thiết hơn, tụng lâu hơn. Mà mình mà bớt khổ rồi là mình sao? Tụng cầm chừng, tụng lấy có. Và nếu mình khổ một cái nữa, lên trả giá với Phật liền: Phật phù hộ con qua khỏi kỳ này, con ăn chay 3 tháng, con cúng dường, con bố thí, con làm gì đó đều có giá cả. Đó là mình nói như vậy để mình thấy rằng nếu mình nhìn kỹ, mình là một Phật tử, đó, gọi là biết học Phật thường thành đi. Nhưng cái tâm phàm mình nó vẫn còn len lỏi, cái tâm chúng sanh mình nó cũng chen chút đâu trong đó. Cho nên đừng có phiền muộn quá. Khi cõi đời này chúng ta nhìn còn xung quanh đâu đó những người chưa dễ thương, đôi khi mình cũng trở thành người không dễ thương với người khác mà mình không hay đó chứ, mình không biết đó chứ, mình cứ nghĩ mình là người dễ thương, phải không? Nhưng mà mình đâu có biết rằng người khác cũng, mình cũng trở thành người không dễ thương của người khác. Trời, này tu tiến á. Rồi nhất xiển đề ha, nhất xiển đề á. À, để Pháp Hòa nhắc chữ này. Quý vị nhớ là chữ nhất xiển đề và chữ xiển đề nó khác nha. Chữ xiển đề là tên của một nhân vật. Đó, bà đó là dì của ngài Sa Nặc. Quý vị nhớ Sa Nặc không? Sa Nặc là người hầu của Đức Phật đó. Thì bà này là dì ruột của ngài Sa Nặc, cũng đi tu. Nhưng mà khi đi vào tu rồi đó, thời gian sau thì bà này phạm trọng giới, cho nên bị tăng đoàn gọi là mặt tẩn, tức là tẩn xuất, tức là mời bà ra khỏi. Thì bà có tên trong lịch sử, tên là xiển đề. Còn nhất xiển đề là chỉ cho một tâm trạng của con người không còn niềm tin với bất cứ cái gì và phỉ báng. Nhưng mà thường thì những người này là bây giờ khi họ đã bất tính, tính bất cụ, phỉ báng rồi thì giống như là họ không còn cách nào để cứu. Nhưng mà trong Phật Pháp thì những người đó họ vẫn còn một chút gì ở trong tâm thức họ, đến phải đủ nhân, đủ duyên, đủ chín mùi thì cái đó nó mới có thể xuất hiện được. Kính chúc Thầy sức khỏe, xin Thầy quan hỷ giải nghĩa cho chúng con biết ý nghĩa của chữ Án Mani Bát Di Hồng. Câu này đi bắt ma.
Thưa đại chúng, và chữ Án Mani Bát Di Hồng á, là cái chữ phiên âm từ tiếng Phạn là Om Mani Padme Hum. Đây là một câu linh chú 6 chữ, thường gọi là lục tự đại minh. Lục là 6, tự là chữ, đại minh là ánh sáng lớn. Đây là 6 chữ mà tỏa ra ánh sáng lớn của Đức Quan Âm. Ai hành trì câu chú này thì lâu ngày cũng đưa tới sự định tâm. Chữ Án á, theo tiếng dịch á, gọi là quy mạng. Án nghĩa là quy mạng, nhưng mà đồng thời nó còn là một dẫn âm của các bài thần chú. Thí dụ mình tụng Án Bệ Sắc Thệ, Án A Na Lệ, Án Tất Điện Đô Mạng, Án Chiếc Lệ Chủ Lệ, thì chữ Án là một câu dẫn âm. Cũng giống như mình hò vậy đó. Trước khi mình hò đó, hò dẫn âm đó. Đố ăn con gì trên đầu nó đội nón đỏ, mình thì tựa nhỏ bắp chân, áo chàng qua gấm đắt tiền. Hò ơi, vậy nó vẫn là áo chàng qua gấm đắt tiền, ban ngày nhiều giờ tối ở riêng một mình. Rồi cái anh ảnh nghe hò đố ảnh vậy, đố anh con gì mình trên đầu nó đội nón đỏ. À, con gà. Thì cái người kia họ đáp là cũng vậy, hò con gà trên đầu nó đội nón đỏ, mình gà tựa nhỏ bắp chân, áo gà qua gấm đắt tiền, ban ngày 2-3 giờ. Hò ban ngày 2-3 giờ, tôi ở riêng một mình. Chữ Án là quy mạng. Chữ Mani là một viên ngọc quý, mà ngọc này nó có đủ khả năng nó lóng tất cả mọi cái cặn bã. Thí dụ như một ly nước đang đục, thả cái mani đó vô là nó lắng là liền, được dịch là ly cấu. Cho nên mình mới có Nam Mô Ly Cấu Địa đó, Bồ Tát. Án là dẫn âm, mani là làm ngọc, mà ngọc này là tượng trưng cho tâm. Bát mi hay là bát di đó là tượng trưng cho hoa sen. Như vậy thì hoa sen là tượng trưng cho cái thức, cái tâm thức của mình. Mani là tượng trưng cho cái tâm bồ đề của mình. Chữ hồng nghĩa là gì? Hồng nghĩa là lòng từ rộng lớn. Hồng nghĩa là một cái sự thành tựu. Khi mình thành tựu được tâm bồ đề trong sáng để lìa tất cả mọi ly cấu, gọi là Án Mani Bát Di Hồng. Chứ khi mình đọc cái câu lên đó, là để muốn nhắc mình sống với tâm bồ đề trong sáng. Tiếng Phạn là Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Thì có ông bà cụ đó, bà tụng Án Mani Bát Mi Beo, Án Mani Bát Mi Beo. Ông thầy cũng nghe bà tụng Án Mani Bát Mi Beo, ông tới ông nói trời ơi bà tụng trật rồi, người ta là hùm mà sao bà tụng béo. Hùm béo, bà kia Án Mani Bát Di Hùm, ông bà cụ tụng Án Mani Bát Di Béo. Ông thầy đi ngang á, thấy cái nhà bà này tỏa ánh sáng thì nghĩ rằng trong nhà này phải có một cao nhân tu hành. Ai ngờ đâu bước vô nhà chỉ thấy bà già ngồi lần chuỗi Án Mani Bát Di Béo. Thì ông này mới nói trời ơi bà ơi bà tụng trật rồi, cái câu là Án Mani Bát Di Hồng Di Hùm á. Bà ông nói xong rồi bà già đau khổ, tu mấy chục năm niệm mấy chục năm ai nhờ mình niệm trật. Thì khi mình niệm trật như vậy bà buồn, cái bà niệm đúng trở lại.
ông thầy đi ra khỏi cái nhà đó, quay trở lại thì thấy cái nhà đó mất ánh sáng. Ông già thấy cái, thầy thấy cái lỗi của mình. Hùm hay beo gì không quan trọng, mà quan trọng tâm bà Thành. Mấy chục năm nay bà Thành tâm bà tụng beo vẫn phát ánh sáng, mình nó đâu chen vô nó hùm, làm cho bà này động tâm mất ánh sáng. Ông quay trở lại: tôi xin lỗi bà, hồi nãy tôi đùa với bà đó, bà tụng hùm à, bà tụng beo mới đúng, thôi bà tiếp tục trở lại beo đi. Câu này Pháp Hòa cũng để trở lại tất cả những câu hỏi nào của quý vị thắc mắc là những từ phiên âm từ tiếng Phạn. Án Lam hay là Úm Lam cũng giống nhau, bởi vì từ chữ Phạn Úm Ram. Úm Ram thì mình đọc, có người đọc là Án Lam, có người đọc là Úm Lam. Chữ Sa Ha có khi đọc là Tóa Ha, Xóa Ha, Ta Bà Ha, Té Bà Ho gì. Quý vị biết cái bài, quý vị biết cái bài chú Thánh Vô Lượng Quyết Định Quang Minh Chân Ngôn. Cái bài chú đó hồi xưa đó nha, là không có đọc như bây giờ mình tụng đâu. Bây giờ mình tụng là Án Nại Ma Ba Cát Ngõ Đế A Ba Ra Mật Đạp A U Rị A Nạp Tô Tất Đệ Thiệt Chấp Đạp Điệp Ta Ra Tệ Giả Đắc Tháp Cà Đạt Giả A Ra Đế, ở trong 10 bài chú lúc tụng Lăng Nghiêm á. Mà cái bài đó là xưa không tụng vậy, ngày xưa tụng phiên âm của người Tàu: Án Nệ Mô Bò Cót Ngò Ti O O Lai Mì Thang Tô Mì Ti Chim Chìm Thang Điệp To Lao Tò Gia Thác Tháp Kia Thạc Gia Thang Dút Thang Gió. Rồi cái câu cuối cùng là Tô Bò Kho. Hồi xưa ta đọc vậy, nhưng mà giờ Tô Bò Ho, Tó Bò Ho. Thì nó cũng là chữ phiên, phiên âm. Cho nên Án Lam, Úm Ram gì cũng là chữ phiên âm. Hay là ngay mình tụng Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni, có chỗ là Tâm Đà Ra Ni. Thế mình sẽ thắc mắc, ủa tụng Tâm Đà La Ni đúng hay là Đà Ra Ni đúng? Nó là chữ phiên âm. Nhưng nếu cho mình chọn thì mình chọn Đà Ra Ni, nó sẽ gần chữ Phạn hơn. Tại vì chữ Phạn là Dharani, thì mình đọc lại là Dharani, nó gần hơn là chữ Đà La Ni. Được hết, không sao hết. Thì Pháp Hòa kể thêm chút về để đại, lỡ ai có thắc mắc cái chuyện là tụng câu nào mới đúng. Thật sự mình tụng câu nào Phật cũng ngồi trân Phật chịu, nó I don't know what you say, it's not my language. Nhiều khi con làm việc sai, như là quên đưa tiền phước xương cho chùa. Rồi, ai mà thành thật dữ vậy. Con cảm thấy hối tiếc ăn năn khó chịu, làm sao cho ý nghĩ bình yên. Có gì đâu khó chịu, quên thì đưa lại thôi chứ gì. Đưa quên đưa mà lỡ hà quên thùng rửa đâu đưa em. Ba con thì hiền lành nhưng không biết niệm Phật bao giờ, cũng không quy y Phật, đến lúc chết có được giải thoát không? Thầy hoan hỷ cho con biết chút ít nghe. Biết chút ít nghe. Thưa đại chúng, mình cứ nghĩ là muốn lên cõi cái cực lạc Tây Phương, muốn giải thoát là phải niệm Phật. Nó thật sự không phải vậy. Cái chủ đích của đạo Phật là lánh tất cả điều ác, làm tất cả việc lành, giữ tâm cho trong sạch. Mà xin thưa đại chúng, mình giữ tâm trong sạch có bằng với niệm Phật không? Mục đích niệm Phật là để làm gì? Để lọc cái tâm. Vì tâm mình hay suy nghĩ vớ vẩn, chuyện tầm bậy thì mình phải niệm Phật. Còn người ta không niệm Phật, nhưng mà người ta không nghĩ ác, người ta không làm ác, người ta không sống ác, thì người đó giải thoát chưa? Giải thoát rồi. Cho nên ngay bây giờ quý vị cũng cứ, mình cứ nghĩ là người nào tu giống mình vậy đó, áo tràng giống mình, sâu chuỗi giống mình, ăn chay mấy ngày niệm Phật giống mình mới gọi người đó tu. Chưa chắc.
Tại vì vô lượng pháp môn tu, mỗi người tu mỗi kiểu. Mình nếu mình biết họ có tu hay không á, hãy nhìn vào cách sống của họ, chứ không phải nhìn vô sâu chuỗi bóng hay là không bóng. Sâu chuỗi bóng em thoa dầu em cũng bóng. Cái này mánh của Hóa Hòa đó. Hồi nhỏ mấy thầy mà phát sâu chuỗi gỗ biểu niệm Phật đó nghe, làm biến niệm cái chà anh đầu không. Mình niệm Phật rất là nhiều, mình tụng kinh rất là nhiều, nhưng mà cái lời nói của mình phát ra nó có cây cú không? Hay là nó nhẹ nhàng? Người kia không hề biết niệm Phật nhưng mà lời nói họ rất là nhẹ. Ví dụ mình đứng chụp hình, cái người cản nói chị quan hỷ, chị bước qua đây giùm em cho em xin tấm hình. Được rồi, đứng bên kia. Hai câu nói nó khác liền. Và cái câu đứng bên kia là cái câu rất lạ ngoài. Phật tử trong chùa mình không dùng từ đó. Mà không phải một việc, phải hoài ví dụ vậy thôi. Rất là nhiều việc trong cuộc sống, thì mình biết cái người đó tu hay không á, là cái cách nói chuyện, cách sống của họ, chứ không phải là do những cái hình thức họ có. Một vị xuất gia mà mình, cái lời nói mình không có dễ thương thì nó cũng đi vào cái oai nghi của lời nói. Oai nghi nó có bốn là đi, đứng, nằm, ngồi. Nói năng hành xử của mình. Cho nên á, thưa đại chúng, ác nó có hai loại ác nha. Ác tác hay là ác thuyết. Ác tác là việc làm xấu. Ác thuyết là lời nói xấu. Ví dụ mình đi đâm bị thọc, thọc bị gạo đó, cái đó là ác thuyết. Còn mình nói, mình hành xử làm cho người ta bị tổn thương là ác tác. Cho nên không khéo là hằng ngày của mình là cứ ác tác, ác thuyết liên tục. Còn nếu về mặt giữ giới của mình đó, hai phần. Một là chỉ trì, hai là tác trì. Chỉ trì là gì? Phải gìn giữ những điều cần làm. Ví dụ như không sát sinh, thí dụ vậy đó. Không giết người hại vật đi, nói rõ là không giết người hại vật. Mà không giết người hại vật là chỉ trì. Chữ chỉ là dừng. Hãy giữ gìn cái sự dừng không làm, đó là không ăn cắp. Nhưng mà tác trì nghĩa là giữ gìn sự cần làm, đó là bố thí giúp người. Mình không cần nói gì hết, nhưng mà trong cuộc sống hàng ngày của mình toàn là giữ giới hết, chỉ trì và tác trì. Cho nên á, người ta thường hay nói giới thể đó. Giới thể là gì? Là cái thể của giới. Mà cái thể của giới là làm gì? Là giúp cho mình định tâm. Mình giữ giới để đưa mình tới chỗ trong sạch. Cái thể của nó là giúp cho mình được trong sạch trong cuộc sống. Và ví dụ vậy nè, tất cả những luật lệ của chính phủ quy định ra ở đây, mục đích của tất cả luật lệ là để làm gì? Để ngăn ngừa những sự phạm pháp của con người. Giới Phật cũng như thế. Đủ tất cả các loại giới thì giới nào cũng gom thành là giới thể. Là thể của giới, thể chất của giới là gì? Bản chất của giới là gì? Là ngăn ngừa sự tội ác. Thế thôi. Và trong khi mình tu tập, thỉnh thoảng mình có thể hiện được cái gọi là gì? Giới tướng, là cái tướng của người giữ giới. Cho nên á, ông cụ không phải là không siêu thoát vì không được niệm Phật đâu. Nhưng mà nếu đời sống chúng ta có thêm niệm Phật, có thêm phần tụng kinh, thì sự thanh tịnh thuần khiết của mình nó gấp bội và nó miên mật hơn. Còn chúng ta bình thường tuy không niệm, không làm ác, nhưng cái sự thanh tịnh nó chưa miên mật. Ví dụ mình tốt rồi, nhưng mà nếu mình được thêm thời kinh nữa thì cái thiện nó tăng trưởng trong mình. Pháp Hòa ví dụ vậy nè, bây giờ tôi không đọc kinh, nhưng mà tôi không nói ác cũng được phải không? Nhưng mà nếu bây giờ tôi không làm ác rồi mà tôi thuộc thêm kinh nữa thì trong tâm thức tôi có gì? Thiện. Ai cần tới tôi nói được điều thiện cho nghe. Tôi không thuộc thơ, nhưng tôi thuộc ca dao tục ngữ cũng tốt. Ví dụ thuộc những câu ai ơi hãy ở cho lành, kiếp này không được để dành kiếp sau. Đó là ca dao tục ngữ Việt Nam. Bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một vàng.
Tôi không có những cái câu nói trong đạo như là mỗi người, mỗi nước, mỗi non bước vào cửa đạo như con một nhà. Tôi không nói được câu đó, nhưng tôi nói được cái câu bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một dạng. Tôi không nói được câu thương nhau như thể thương thầy, ghét nhau như thể ghét thầy trò ơi, nhưng tôi có thể nói được anh em như thể tay chân. Thấy không? Thành nữa tăng được cái điều thiện, nó vẫn lợi cho tâm thức của mình. Là Phật tử chúng con phải nằm ngủ trong tư thế nào? Này sẽ chuyển đề tài rồi. Thật sự ra nó có câu kế: giờ buông thư chúng con nằm ngửa, trong khi chúng con được dạy là nằm theo tư thế của Đức Phật, là nằm nghiêng về bên phải, rất hợp với y lý, vì nằm nghiêng bên phải gan sẽ không đè lên bao tử và bao tử dễ co bóp. Và quý thầy thường dạy nằm ngửa là kiểu nằm của kẻ phàm phu, xin thầy giải đáp cho con rõ. Thưa đại chúng, khi chúng ta nằm ngủ thì chúng ta nằm nghiêng về bên phải là cái thế của kiết tường. Sở dĩ nó là kiết tường bởi vì chúng ta nằm theo y học và chúng ta không đè trái tim mình. Thì tim nó bị đè, vì tim nằm bên trái, mà nếu nằm bên trái thì mình đè tim thì làm cho tim mình co bóp không đều đặn, hay là mình bị dễ bị có những giấc ngủ, nằm những cái ác mộng. Cho nên mình nằm bên phải thì vẫn hay hơn. Tuy nhiên cái pháp mà thiền buông thư á, nó là một cái khoảng thiền ngắn để cho chúng ta thư giãn thân thể, suy tư, chứ nó không phải là giờ ngủ luôn, phải không? Thành thử ra, nhưng mà hãy thực tập cái pháp thiền đó, đó là một cái hình thức phương tiện để giúp cho chúng ta thư giãn từ thể chất cho đến tinh thần của mình sau một ngày mệt mỏi. Mình có thể thực tập trong vòng 10 phút, 20 phút, nửa tiếng rồi thôi, chứ không có ai ngủ luôn hết trơn á. Mà thí dụ mình nằm ngủ hồi nó mỏi cũng tự nghiêng à, thấy không? Nhưng mà ở đây nó không phải là bắt mình phải nằm như vậy, nhưng mà vì đó là cái phương pháp thực tập để cho chúng ta thư giãn thể chất tinh thần. Và nếu chúng ta nằm thì chúng ta còn bị vướng bận tay chân là mình đè nó lên đó, đôi khi mình không thoải mái. Vì mình nằm ngửa ra mình buông thư, đã nói là buông thư mà, thì toàn thể chân tay của mình thả lỏng ra hết, rồi mình thả lỏng những suy tư để mình trở về với từng hơi thở. Và có thể mình ngủ thiếp đi trong vòng 10 phút, 20 phút, nhưng mà nhờ như vậy sau khi chúng ta tỉnh dậy, chúng ta rất là sảng khoái, rất là tỉnh, có thể đủ khả năng, sức lực để làm việc thêm một ngày. Cho nên đó chỉ là một cách thôi. Ví dụ như nói thiền, ngồi thiền quý vị tréo chân, lưng thẳng, thả lỏng vai, vân vân. Cái đó là một cái pháp thiền ngồi trong vòng 1 giờ, 2 giờ nào đó trong ngày. Nhưng tu hay là thiền không phải chỉ ở cái giờ đó không, mà chúng ta phải thiền trong mọi giây phút. Ăn cũng thiền, nói cũng thiền, đi đứng đều thiền. Nếu cuộc sống chúng ta mà thiếu thiền, nghĩa là thiếu sự định tĩnh, thì khổ đau nó tới tấp. Nói chuyện mà không suy nghĩ kỹ càng, nghĩa là thiếu thiền đó, thì lời nói đó có thể làm cho mình khổ, người thân mình đau khổ. Cho nên thiền không phải là một, chỉ thuần là một pháp tu, mà thiền là cách sống. Thiền là cái gì nó bàn bạc trong đời sống hàng ngày của mình. Nếu chúng ta làm việc, hành động, lời nói có ý thức, có chánh niệm, tất cả đều gọi là thiền hết. Nhưng mà cái giờ phút chúng ta ngồi tréo chân đó là giờ phút chúng ta thiền định dễ nhất, bởi vì nó không còn đi đứng, không còn sự động tĩnh nào nữa hết, thì sự tịnh của ta nó dễ hơn. Rồi lấy cái năng lực của thiền trong lúc ngồi đó ứng dụng trong một ngày chúng ta sống, chứ không phải thiền. Cho nên nói pháp môn, thật sự thiền không là pháp môn gì hết. Thiền là rất bình thường trong cuộc sống. Thiền chẳng có tông gì hết. Sở dĩ bây giờ chúng ta gọi là thiền tông cũng là một từ tạm gọi thôi, để cho biết là nơi chốn đó chuyên hướng dẫn chúng ta vậy thôi. Chứ còn đã là thiền thì không tông, không môn, không phái gì hết. Nó là một cách ứng dụng trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta.
Thưa thầy, con thường thấy vong linh có tốt hay không? Hiểu câu hỏi không? Quý vị có hiểu câu hỏi không? Thường thấy vong linh có tốt không? Nếu mà tới giờ chị bình thường là tốt rồi. Thưa, nhiều khi á, mình thấy những người âm nó cũng có hai phần. Một là mình có cái duyên với họ, hai là mình cũng thích cái vụ đó. Có cái duyên là nhiều khi á, mình ở nơi mình á, có những cái lực nào đó mà cái khả năng đó nó có thể thấy được họ. Ví dụ như trong giờ phút này có thể cũng có mà mình thấy, nhưng người đó họ thấy, tại vì họ có cái năng lực đặc biệt. Bây giờ cái quan trọng là khi mình thấy họ rồi mình làm gì? Mình sợ hãi hay là mình bình thường? Nếu mình sợ hãi thì không tốt, vì không có gì sợ hãi. Mình cứ coi họ như là một người bình thường mình thấy. Và nếu như mình có duyên với họ thì mình hãy nên khuyên họ hay là tụng niệm cho họ, sắp tấn họ để họ mau giải thoát, siêu thoát. Chứ còn mình dính mắc vào những cái mình thấy thì không nên. Cho nên không phải là nên hay là không nên, mà cái thái độ của mình đối với họ như thế nào. Vì không phải ai cũng có cái năng lực đó. Nếu mình có là một sự đặc biệt.